Em tên Nguyễn Thành Công, em năm nay 30 tuổi. Em công việc hiện tại của em là công an. Hai bạn quen nhau thì như thế nào? Má em hôm đó đi tập thể dục thì có tâm sự với một cô trong xóm trên, sao mà con em giờ nó chưa có chịu chọn ai, rồi thì vô tình thì mẹ của ảnh cũng cho số điện thoại nó, thôi giờ con chị với con em thử coi tìm hiểu như thế nào á. Rồi em, cái hoàn cảnh của em có giống cô dâu không? Sau khi một thời gian là em chia tay bạn gái, ba mẹ cũng hay có nói ý này kia, kêu là cho em số điện thoại, nhưng mà em cũng chưa liên hệ. Đến ngày lễ 29 á, buồn buồn cái nhắn tin thử làm quen coi làm sao. Thế là gặp đi uống nước luôn. Vậy á, rồi gặp em có ấn tượng không? Tại vì thấy bà xã đẹp quá trời. Bây giờ nhìn thế thôi chứ lúc mà gặp lần đầu tiên á, nhìn giống bà Thím, bác sĩ á. Trời ơi, người ta xinh đẹp gì mà nói giống bà Thím. Bộ em bới tóc đi chơi hả? Dạ. Cũng bình thường gì thì em cũng bới tóc lên rồi mang mắt kính cận. Bới củ tỏi ở đây hả? Không ngờ, người ta ăn vận lịch sự như vậy. Anh ấy lại cho rằng giống bà Thím. Cái này là không phải mình em có nhận xét đâu, mà bạn học của vợ em là cũng nhận xét như thế. Thôi, còn em thì ấn tượng ban đầu nhìn anh này đi nha. Khi mà em ra em thấy ảnh á thì mặt anh đơ đây, không cười, không nói, không gì hết, nhìn vô hồn vậy đó. Thì em tới em hỏi là anh phải anh Công không, thì cũng anh gì đó, cái là đi. Em thì em cứ nghĩ là đi ra quán nước uống nước để nói chuyện, nhưng mà không ngờ là ảnh dẫn ra chỗ một cái bờ kênh uống nước mía. Thì em mới ngạc nhiên, em nói ủa sao kỳ vậy, cho nên là em không ấn tượng gì nhiều về ảnh hết. Nhưng mà khi nói chuyện á thì cũng có thấy rằng là ảnh cũng hiền, không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Mà chị cảm giác á, như chắc là tình yêu của tụi em á là không có sóng gió gì đâu ha. Từ lúc quen nhau cho tới lúc cưới là 6 tháng thì chia tay 2 lần. Dạ, lý do? Em với ảnh là hay tập thể dục buổi sáng, có sắm hai cái cây vợt để đánh cầu lông. Thì cái lần đó là em bị quẹt xe thì đau chân bông gân không có đi tập được, thì để ảnh đi một mình. Nhưng mà một tuần sau thì em có gặp chú bảo vệ ở gần đó, thì chú mới nói là mày nhé, trông mày là lăng nhăng với con khác nhé. Em mới hỏi tới một tí nữa thì chú mới nói là buổi sáng là anh có đánh cầu lông với một cô, nhưng mà đánh lúc sáng tờ mờ sáng là 4:30. Thì em mới bực quá. Tức là 4:30 sáng. Dạ, 4:30 sáng á. Chà. Thì em mới bực quá thì sáng em mới lặng lặng đi, thì thấy hai anh chị đang đánh cầu lông mà cười. Em có say nắng vào lúc 4 giờ? Say nắng với cô vận động viên mới. Không. Say sương, say sương. Tại vì 5 giờ trường mới mở cửa, 4:30 cửa còn đóng, sao em vô mà em đánh được. Như vậy là tất cả mọi thứ là do cái ông bảo vệ đó. Nên em bị chia tay khi em thấy lý do nó không hợp lý nên em không chấp nhận cái điều đó. Mà không được quyền chia tay đúng không? Dạ. Như lần thứ hai là lý do gì? Cũng vì ghen anh. Mà lần này là có đánh cầu lông nữa không? Không, lần này thì ảnh lại nhắn điện thoại với lại cô giáo của cháu. Trai cháu của em. Cháu của ảnh. Chị thấy thương Công quá. Nãy giờ em bị đơ hoài, em phải biện hộ cho em đi. Hết đánh cầu lông 4:30 sáng vậy nhắn tin cho cô giáo của cháu là sao? Rồi cô giáo thì chặt em. Tại vì em thật ra lúc đó là em ở trong phòng trong nhà chứ đâu có nhắn tin gì hết, nhưng mà vô tình tin nhắn đến rồi vợ em lại xem. Rồi em cũng không trả lời. Tại vợ em thích trả lời như thế nào cho vợ em nhắn luôn, tại vì em đâu có gì đâu. Rồi sao được? Thì em nhắn đi thì họ nhắn lại nói là anh có yêu Linh không, nếu anh không yêu thì thôi đừng cưới. Thì do là cái cuộc tình tụi em nó mang tính chất là theo ý ba mẹ trong nhà vậy đó, cho nên tình cảm nó cũng chưa có xác định được. Thì sau cái lần thứ hai đó là em xác định chắc chắn là em chia tay, tại vì mình cũng đâu có yêu thương nhiều đâu. Thì ảnh mới tới năn nỉ thế này kia, rồi khuya 11-12 giờ cũng năn nỉ, thì em bắt đầu em mới làm hòa lại. Lúc đó là em đã yêu vợ em rồi mà đúng không? Em lúc đó em thương rồi. Cái thứ hai là mình nghĩ là đàn ông mình cao thượng mà chịu thiệt tiếc. Thế là cuối cùng xong đó hai đứa cũng hòa. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? Sau khoảng độ hai tháng. Nhưng mà tụi em á lấy nhau xong rồi á thì là có cảm thấy là yêu nhau hơn nhiều so với cái thời gian mình tìm hiểu không? Dạ, khi tụi em lấy nhau thì em thấy mến ảnh. Mến vì lý do là ảnh không nhậu nhẹt, cũng có trách nhiệm với gia đình, rồi cũng biết lo phụ em một số việc trong nhà. Nhưng mà lúc mà khi em vừa có em bé tháng thứ 3 thì anh đi công tác 3 tuần, thì đúng là cái thời điểm đó là em thấy là mình yêu ảnh thật lòng. Bởi vì thấy nó rất là trống trải khi mà ở bên nhà chồng, mà chồng đi rồi về ói này kia, ngủ ngán này nọ, rất là mệt. Mà không có ảnh nữa thì thôi khóc suốt, rồi bắt gió liên tục luôn. Thì em mới nhận thấy là lúc đó là em yêu ảnh rồi. Tức là khi mà xa nhau rồi mới biết là là mình yêu. Như vậy là nãy giờ nghe em nói là thấy là sau khi lấy nhau á, em toàn thấy tính tốt của chồng thôi à?
chứ đâu có thấy tính xấu nào đúng không? Khi mà lấy nhau á, em bất ngờ khá là nhiều về tính cách của ảnh. Khi đeo đuổi thì em sao, rồi quà tặng này kia, nhưng mà khi lấy về rồi thì không còn quà tặng nữa, mà thay vào đó là cái nguyên lý cần câu với con cá. Ồ, là sao? Trước khi lấy á, thì ảnh nhiều, em thích nuôi cá phướng thì ảnh cũng mua cá phướng về ảnh nuôi. Em thích gấu thì anh cũng tặng gấu, em thích gì thì anh lấy. Nhưng mà khi lấy rồi thì hoàn toàn không còn gì nữa hết. Em mới hỏi là tại sao mà nhắn tin anh cũng nhắn, mà gọi điện anh cũng không gọi, hay là quà cũng không có. Thì anh mới nói là có khi nào em thấy mà câu được cá rồi mà vẫn còn mồi không? Câu này sao thấy nhiều cặp xài quá. Nhiều, nhiều. Nhưng mà chị hỏi là trong cuộc sống vợ chồng á, thì ai là cái người mà hay ghen? Dạ, em. Thấy em chồng em hay ghen, nhưng mà ghen thì em sẽ ghen theo hình thức như thế nào? Và em sẽ ghen theo kiểu vu vơ, không có căn cứ mà. Có kiểm soát em không? Dạ. Có thì... lén đọc điện thoại, tin nhắn? Cũng có đọc tin nhắn em. Em cứ để điện thoại mọi thứ, thích coi gì coi à. Mà ảnh có thói quen là ảnh xóa hết anh ơi. Tức là bây giờ cho xem nhưng mà tin nhắn xóa, email xóa, cái gì cũng xóa hết. Dạ. Đâu còn đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Bởi vì nên thôi cứ để gì đi, đâu có gì đâu. Đúng không? Giờ cho coi, không lẽ giờ mình để. Tại vì em, nhớ. Rồi em... Giờ em có cho em đọc ngược lại giống như em không? Thì vợ em cũng để, em thích đọc thôi. Thấy tin nhắn nó nhiều quá, nó đầy quá. Thì tính em hay thích xóa. Em... Xóa dấu vết á. Xóa giùm vợ ơi. Không xóa cho nó bình không, không bình có đầy, xóa đầy máy. Dạ thì cũng cái câu chuyện này nè mà hai đứa gây nhau cũng kịch liệt luôn. Lần đó là em chuyển từ phòng vị trí phòng này qua phòng ban khác. Thì em cần những cái dữ liệu mà em đã lưu trên email rồi. Đó. Thì tới khi mà em qua phòng mới thì em mở email ra là không còn gì nữa hết. Em bực không chịu nổi, bởi vì trước khi cưới đã gây nhau rồi là ảnh đã lén coi nhật ký của em, rồi xong rồi ổng này trêu chọc em nữa, mà trong khi đó là ảnh đã cam kết là không xảy ra thêm lần nữa, không coi nữa. Thì lần này là ảnh lại xóa hết của em. Xóa thì em hỏi là ảnh thì ảnh nói là email thì xóa hết chứ để làm gì cho nó nặng email. Ngày hôm đó em đi làm về, cái xong em mới gọi ảnh lên lầu vào phòng nói chuyện. Em mới hỏi anh là tại sao anh xóa dữ liệu của em. Anh không nói gì hết á. Mà lúc đó em, máu điên của em nó lên lồng lộn luôn rồi. Lúc đó là không có gì để giải tỏa hết. Thì em thấy bên kia có một cái con gấu bông của ảnh mà hồi xưa là ảnh không cho đụng những gấu đó, chắc là người yêu cũ tặng. Thế là em mới bực quá, em mới nhảy tới em lượm con gấu đó, xong rồi em xét thằng năm ảnh luôn, xét tặng thằng bông con gấu đó. Sao em lại không cho đụng? Dạ, của người yêu đầu tiên em tặng. Ồ, mà em biết không? Thì đoán thôi, nhưng mà những hành vi của ảnh thì làm cho em cảm thấy là ảnh xâm phạm cái quyền riêng tư của em. Thì khi ảnh xóa dữ liệu của em rồi nấy, thì em cảm thấy rằng là em phải là gây một cái gì đó tổn thương cho ảnh. Lúc mà xé cái con gấu mà kỷ niệm mối tình đầu của em vậy, em đứt ruột không? Vợ em đang nóng, mình nhường nhịn đấy. Bây giờ con gấu đó đâu rồi? Để cho con chơi. Thì em may lại rồi em cho con chơi. Trời ơi, vậy em cái ghen của em dễ thương quá mà cao thượng ghê. Gặp chị là chị giật từng rác luôn rồi đó. Còn cái tật xấu của vợ em thì sao? Rất là kỹ tính. Cái thứ hai là rất là chậm, lâu lâu lại mất trí nhớ tạm thời. Nên dặn cái gì cũng quên thôi. Tội nghiệp, coi như người ta đã bị cái bệnh mất trí nhớ tạm thời. Người ta biết vậy, người ta ghi tất cả mọi thứ vô email đi, xóa sạch email. Rồi giờ nếu như em muốn chồng em thay đổi thì em mong muốn điều gì nhất? Dạ, bớt siêng năng với lại bớt càm ràm đi. Ví dụ như là ngày hôm đó là buổi trưa đi, trời là mây đen xám xịt, coi như là mưa rất là to. Thay vì đi đóng cước điện thoại thì có thể qua hôm sau cũng được. Nhưng mà không, xách xe đi cho bằng lại đi. Mà đi xong về mà khỏe không nói, nhưng mà thường mà anh làm những gì cố quá thì anh hay bệnh. Ví dụ như ngày hôm nay là dạ, như có hôm bệnh nay không? Là đang bệnh. Dạ. Vì nghe cái giọng rất là yếu và dường như anh thấy cái thần sắc của em dường như đang mệt mỏi. Dạ, tối hôm qua anh đi cấp cứu. Quá cố cho nên thành quá cố. Sao vậy? Ảnh cứ lo làm việc này việc kia rồi trên cơ quan rồi xong rồi cuối tuần vừa rồi cũng đi leo núi quá sức. Thế là đêm về là sốt luôn. Rồi còn phần em, nếu mà em muốn vợ em thay đổi là thay đổi cái gì? Đừng có kỹ tính quá. Giống như là một cái chai thuốc nhỏ mũi á, để mới có 2 tuần mà nước muối mà nó đâu có gì hư đâu. Nhưng mà không, phải thay là chai khác. Trời ơi, một người thì muốn là kia bớt siêng, ôi mớ người kia bất kỳ. Không, đây nè, thực ra như vậy, chị thấy á, những cái điều mà tụi em mong muốn thay đổi á, thực ra nó là một cái bệnh nghề nghiệp á. Tức là ví dụ nha, ông xã em á, cái mà siêng năng đó thực ra là không phải là siêng năng, mà là việc gì ra việc đó. Ví dụ như việc của ngày hôm nay là không để qua ngày mai, mà cái đó là cái kỹ năng trong cái nghề nghiệp của ảnh. Cho nên rằng riêng chị thì chị thấy rằng em đừng có ước ảnh làm cái siêng năng đi. Mà chị có ước một cái điều là anh làm thì tốt, nhưng mà anh phải giữ sức khỏe. Ví dụ như là công việc nhiều quá thì có thể em bổ sung C mỗi ngày cho ảnh, ví dụ vậy, để cho anh có sức khỏe.
Còn cô này á, em đã xác định vợ em là lâu lâu mất trí nhớ tạm thời. Mà cổ kỹ như vậy thì cô mới bổ sung được cái việc đó của cổ. Chị nói thiệt, cái vấn đề nước muối đó, đừng có nói là nó không hư. Một khi em đã mở ra rồi, không khí nó vô rồi thì cái gì nó cũng sẽ bị nhiễm khuẩn hết á. Cho nên cái việc mà kỹ cho em bé là cái điều cần thiết, phải khuyến khích cái việc đó. Cho nên là hai cái điều mà các bạn mong muốn nhau thay đổi thì nếu mà đứng về mặt chị thì chị thấy là đừng có ước cái điều đó. Mà bây giờ phải update cái trí nhớ lên, tức là bổ sung về thuốc về não, đây là bổ sung về đề kháng. Đó. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ô, giống ca sĩ Long vậy. Gì vậy? Không có trúng. À giống ca sĩ Lý Hải. Yeah. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Mình tên là Lê Hồng Quân, 35 tuổi. Hiện tại đang công tác ở một công ty người nước ngoài. Còn vợ mình? Em tên là Võ Hồng Thơ, hiện là kỹ sư điện tử viễn thông. Nhưng mà đang làm bên lĩnh vực ngân hàng. Oh yeah. Dạ. Em bao nhiêu tuổi? Anh đón đi. Em là nhiêu? 35. 35. Nếu anh đón không lầm thì em khoảng chừng là dưới 30 tuổi nhưng mà là trên 25 tuổi. À đúng rồi. Là bao nhiêu? 26. Hay, vỗ tay. 35, bên này 26. Ơ trời trời, chị ơi, lại có thêm một cái nét giống anh Lý Hải nữa. Em lớn hơn vợ em 9 tuổi. Anh Lý Hải lớn hơn vợ Lý Hải cũng hơn 9 tuổi. Rồi, hai bạn gặp nhau lúc nào? Hồi đó là em đang làm ở bưu điện. Nhưng mà do lúc đó em đang định học lên cao học, mà chỗ học với lại chỗ làm xa quá, nên em đang định nghỉ. Thì lúc đó trong cái dịp mà em về quê á, thì cùng lúc đó có một cái anh bạn là anh đi từ thiện ở dưới quê em á. Thì lúc đó thì mẹ thấy con gái mình ở nhà hoài chưa có việc, nên mẹ mới định nhờ anh đó tìm việc giùm em. Khi mà kết thúc cái chuyến từ thiện đó, là anh có lên thành phố thì anh cũng hay gọi điện thoại cho em. Nhưng mà anh này vô duyên lắm anh ơi. Mỗi lần mà anh đó gọi điện thoại cho em, cái anh này giật điện thoại dành nói chuyện, cứ nói là em yên tâm đi, khi mà hả em gặp anh rồi chắc chắn em sẽ thương anh, anh rất là đẹp trai. Thì lúc đó em có cái suy nghĩ là em thì đó giờ em rất là nghiêm túc, em không có thích ai mà giỡn như vậy nữa, với lại em có suy nghĩ là ảnh hơi bị chảnh. Tự tin quá về bản thân mình đúng không? Dạ đúng rồi. Không phải tự tin nhưng mà cũng là ghẹo chọc cho có. Tại vì thằng bạn nó cũng nói là tao mới quen con bé này ở dưới quê cũng dễ thương mà học giỏi lắm, thủ khoa này kia. Mà thật chất là nó đã có bạn gái rồi, mà mình thấy là nó ghẹo chọc thôi. Mình giật điện thoại mình nói kiểu như nói giỡn, nói chơi, chọc ghẹo. Em hả, lên đây em bỏ nó đi, anh đẹp trai hơn, anh nhà giàu học giỏi này kia. Em lên em gặp em sẽ thích anh liền. Nhưng mà lúc đó là chị nói điện thoại thôi hả em? Chị nói điện thoại thôi. Chứ còn chưa biết dung nhan của cô chưa dâu đúng không? Dạ. Chưa biết tuổi cô dâu luôn. Chưa biết. Ồ vậy đó hả? Rồi bao lâu thì mình gặp nhau ngoài đời? Chắc cũng mấy tháng á. Lúc đó em vừa đi du lịch với công ty á, vừa về tới sân bay, thằng bạn đón qua anh ấy để giới thiệu thằng bạn bữa mà nói chuyện điện thoại. Lúc đó gặp cũng chưa có ấn tượng gì hết. Còn em, lúc mà em gặp anh này á, em có thấy là đúng như là ảnh nổi về con người ảnh không? Khi mà em gặp uống cà phê thì lúc đó ảnh chảnh lắm. Ảnh ngồi đó mà ảnh cầm điện thoại, ông không có nhìn mặt ai hết. Em đã ghét mà còn ghét hơn. Đã ghét ngay còn ghét hơn. Dạ đúng rồi. Một lúc em đào hoa lắm à? Rất là đào hoa. Anh nói thật nha. Dạ. Lúc đó là em có bao nhiêu người yêu? Đếm nhiều lắm, không thể nào đếm hết được. Nói như xòe bàn tay ta đếm không hết đâu. Chừng phải đủ đâu. Bởi vậy tôi mới có cái bài hát đó, đau là gì nếu không đau là gì. Bây giờ thì tất cả mọi chuyện mình phải phơi bày ra hết đúng không? Thế thì cái đào hoa đây của em có nghĩa là em cùng một lúc là em yêu nhiều cô em hay là đó, cô này đến cô kia là cùng một lúc nhiều cô đó? Cứ gặp ai thì quen, thì ai thương mình thương lại, quen tất cả những thành phần ăn chơi ha, học hành ha, là tất cả các đối mọi tầng lớp xã hội là quen hết. Rồi đến khi gặp cô này, lúc đó cũng nghĩ là cô đó là một trong số những cô đó luôn. Không, đúng không? Khác xa. Bao lâu thì anh này mới để lại một ấn tượng đẹp trong mắt em? Sau đó thì em có nhờ cái anh bạn á chuyển đồ qua nhà phòng trọ giùm em, thì lại thêm một ấn tượng xấu nữa. Ảnh qua ảnh dọn phòng phụ cho em, khi mà dọn xong rồi ảnh nằm dài trong phòng luôn. Em rất là ghét, em thích á ai cũng phải nhã nhặn lịch sự tế nhị, rồi còn nói bạn gái nhắn tin mượn điện thoại nhớ máy nữa. Em lại ghét nhất là nhớ máy. Em suy nghĩ trong bụng, ông này chắc lăng nhăng lắm, đào hoa dữ lắm đây. Rồi ghét thêm nữa. Rồi sau đó thì tự nhiên em lại nghe cái anh bạn của ảnh á là kể gia đình ảnh á là ba mẹ già lắm rồi, mà bây giờ tội nghiệp lắm, ba ảnh đang bệnh rất là nặng. Rồi cái tâm nguyện của ba ảnh á là muốn ảnh lập gia đình để lúc đó thì có thể tu chỉnh đàng hoàng hơn. Rồi lúc đó ba ảnh cũng yên
tâm hơn về ảnh nữa. Với lại anh đó, anh có nói là tội nghiệp thằng này nó cũng có hiếu lắm, nó cũng thương ba mẹ nó. Thì bắt đầu cái từ có hiếu á, em mới bắt đầu suy nghĩ. Tại vì em á thì rất là thương người già, vì em cũng hay đi những cái chương trình từ thiện nữa. Em sau đó thì là bao lâu tụi em quyết định là cưới nhau? Cái lúc đó thì gia đình ảnh là có đám giỗ, thì ảnh mới muốn là mời, kêu bạn của ảnh là mời em về đám giỗ. Thì mới đầu thì hồi đó giờ đặc biệt là chưa bao giờ em ghé nhà bạn, nhất là bạn trai. Mà không biết là lần đó chắc cũng một phần do duyên phận hay sao. Với lại em cũng thương hai bác nữa, nên nghe cái câu chuyện về gia đình ảnh thì em cũng muốn đến để thăm hai bác. Khi mà chở con này về á, bất ngờ nhà thì cứ nghĩ là bạn gái. Ở dưới quê thì cứ nghĩ là chắc về giới thiệu này kia. Cái khi mà đám giỗ xong rồi tàn cuộc, nhà mới xóm lại kêu bạn gái lên ngồi chơi. Cái lên ngồi tự nhiên nhà nói thôi nếu mà hai đứa thương nhau rồi con về con nói lại với hai bác dưới, hai bác bước tới cưới. lúc đó em ứng xử sao? Lúc đó mình như toàn là tiền bối rồi. Nhìn ngang qua thấy cứng đờ cũng. Em có nói gì không? Lúc đó em không biết làm sao hết. Tiếng thoái lưỡng nan. Dạ đúng rồi, tại vì mình thương bác mình mới về, nhưng lúc đó em lại nghĩ là chắc gia đình đã biết em là bạn bình thường với ảnh rồi. Nhưng mà lúc đó cái câu trả lời của em là như thế nào? Dạ, em cứ im lặng, nói chung là em không biết trả lời như thế nào. Sao mà nói được? Đứng hình, đứng dạ, hình đúng rồi, đứng rồi. Hình. Rồi lúc đó em sao? Em mới nói chuyện với vợ em, nói là em cũng thấy gia đình anh rồi đó, cũng mến em, mà ba anh lại bệnh mà cũng muốn em có gia đình. Thì nếu mà em cảm thấy được, hai đứa mình tiến tới, em về nói chuyện với ba mẹ em đi. Hồi đó tới giờ chưa bao giờ em có cái suy nghĩ là em lập gia đình trước 30 tuổi. Mà em lúc nào cũng có suy nghĩ là đặt chữ hiếu lên hàng đầu hết á. Hồi lúc đó em đặt cái mục tiêu từ nhỏ là khi mà lên học đại học nhất định phải là thủ khoa. Sau kế đến nữa là phải khi mà tốt nghiệp ra giành được cái suất học bổng đi du học. Và khi mà mình có sự nghiệp đầy đủ hết, lo cho ba mẹ đầy đủ, lo cho em út xong hết, thì có thể là ngoài 30 tuổi em mới lập gia đình. Thì cái tư tưởng đó của em là ảnh hưởng đến nỗi mà thầy cô bạn bè tất cả ai cũng biết hết. Rồi đùng một cái nguyên gia đình ảnh hỏi cưới nữa. Rồi lúc đó em suy nghĩ thì em từ chối, em nói là bây giờ em phải lo cho ba mẹ em, lo cho em út em, rồi em phải học lên cao học. Có nghĩa em là lúc đó là em từ chối. Dạ, từ chối. Dạ. Từ chối. Còn em là em hỏi vợ em là vì em muốn chữ hiếu với ba mẹ em hay là vì lúc đó là em thích cô này rồi? Gia đình cũng mến cô này, nhà thích thì em mới nhìn nhận thích lại. Phải không? Mới nhìn nhận lại thấy cũng trẻ trẻ mà đó. Cũng dễ thương mà cũng giỏi này kia. Đó. Rồi mới thích vậy cái vừa nói vậy cái bị từ chối luôn thì sao? Cái em mới nói thay vì một mình em lo cho ba mẹ thì để anh với em cùng lo. Em suy nghĩ lại rồi em về thưa với ba mẹ ở dưới. Suy nghĩ trong bao lâu? Lúc đó em nắm tay để truyền nhiệt huyết mà. Giật. Lúc đó sợ mình run lắm. Tại chưa quen ai. Coi như là em chưa quen một người bạn trai nào trước anh này. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là em là một tờ giấy trắng tinh khôi. Dạ. Khi em đến với anh ấy. Dạ. Trong khi tờ giấy của anh ấy thì tới nó đúng màu xanh. Thì sáng đó là em mới chở đi núi Tây Ninh á, em nói với thôi bây giờ anh sẽ chứng minh cái sự chân thành của anh là anh với em cùng đi bộ lên để thể hiện cái lòng chứng minh thật lòng, anh thật lòng của anh. Cái thể hiện này nó cũng đơn giản thôi, nếu mà chứng tỏ và thể hiện cái thật lòng là phải cõng cô này lên núi. Cõng chắc chết luôn. Cái đi bộ không muốn chết rồi đó. Giờ ai mà hỏi chị thật lòng bằng cách đi bộ kiểu đó là chị thua luôn á. Chấp nhận sự giả dối luôn. Lên núi thì dẫn vô động Thanh Long mới cầu hôn một lần nữa. Rồi em có đồng ý không? Em đồng ý nhưng mà thật sự là em chưa thương ảnh nhiều lắm. Tại vì thật sự em rất là thương hai bé. Rồi lúc đó ba ảnh bệnh, thật sự bây giờ mà em nói em không phải là bạn gái thật sự chắc ba anh có thể mất luôn. Tại vì lúc đó là bác sĩ dự đoán là ba anh rất là yếu rồi. Nên lúc đó em thật sự em không biết quyết định như thế nào á. Hình như là em thương ba mẹ nhiều hơn, với lại một phần là cũng do duyên nợ hay sao á. Ba của em á lúc đó thì có nhận thích ra cô này cái, không? Cái tấm lòng của cô này. Ba em rất thích, coi như là lúc mà nói chuyện đó em mới nói là cái này mới quen à. Cái ba em bỡ ngỡ. Tới tối mà 2-3 giờ khuya ba em ngủ không được, ra ngồi trước em cũng đi ra thấy ồ sao ba không ngủ ba ngồi đây. Cái mới nói chuyện, cái ba nói từ từ đừng có làm quá con tao bỏ chạy luôn nha. Coi như ba em sợ là coi như là
cái tiến từ từ. Mình nói à, ba yên tâm, con biết lúc nào nữa tiến tới à. Con cũng có kinh nghiệm rồi, con sẽ làm cho cổ chạy là cổ chạy lại con. Và như em nói thì cái mục tiêu phấn đấu của em là sau 30 tuổi mới lập gia đình. Đó. Du học. Vậy thì nếu như em đã nhận lời như vậy rồi thì em không sợ là mất đi cái suất học bổng rồi mất đi những cái mục tiêu của em đặt ra? Sợ lắm anh, tại vì em vẽ ra từ hồi nhỏ rồi. Khi mà em đi mời đám cưới á thì em bị áp lực rất là lớn, kể cả ba mẹ em nữa. Thì người ta nói tại sao á mình học đại học như vậy rồi lấy một người như vậy không có học vấn, không có địa vị này kia. Nhưng mà em không quan tâm, em quan tâm là cái đạo đức của ảnh. Nhưng mà vấn đề á là khi mà em thuyết phục làm sao để ba mẹ em chấp nhận cho em lấy ảnh trong khi em đã có suất học bổng rồi. Dạ. Tuần sau á em mới chở vợ về, em nói thôi em vô nói với ba mẹ anh đi, không cho em vô trong cái chờ tới hồi tới chiều luôn. Ra thì hỏi sao em, ba mẹ không đồng ý. Trời. Rồi cuối cùng sao mà cho lấy? Không có đồng ý. Cái em mới kể là bây giờ ba ảnh bệnh nặng lắm rồi. Tức là em kể hoàn cảnh ra. Dạ đúng rồi, em có ba mẹ mới muốn là gặp ảnh để biết coi ảnh như thế nào. Thì lúc đó cái nhất quyết ảnh đòi vô gặp cho bằng đường để ảnh thuyết phục. Rồi gặp sao? Thuyết phục sao? Cái vô trước tiên là cũng chào hỏi này kia rồi xong rồi mới tâm sự. Cũng với nghĩa là cái việc mà thuyết phục được ba mẹ em đồng ý là do ảnh. Hình dung tụi em như vậy nè, có nghĩa là tụi em đã vượt qua rất nhiều những cái gọi là trở ngại để mà đến được với nhau. Cô dâu như một tờ giấy trắng tinh khôn về nhà, về với chồng chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái thú vị sau cái hôn nhân. Ra là trong cái đêm tân hôn đi, ví dụ vậy đúng không? Đáng lẽ em phải hỏi điều này, em cứ ngồi em đần ra. Em phải hỏi cái này. Tại đang rất là xúc động vì cái câu chuyện này, tuy nhiên hỏi tới cái đó em ngại thì... quá luôn đó thiệt. Tại vì từ khi gặp tới mà ngày cưới chỉ có 3 tháng, thì tới hồi mà đám hỏi rồi á, thôi em dời qua phòng anh đi ở chung đi cho đỡ tốn tiền. Tới hồi mà dời qua phòng ngủ chung á, cứ chắn cái gối ngang, gối ôm ngang, không cho bất cả xâm phạm nha. Giận hờn hoài anh, cứ nói trời ơi, giờ này đã thành vợ chồng em còn chưa tin tưởng anh nữa hả? Nhất quyết là không là không, anh có giết chết em cũng không chịu nữa. Khi nào tới đám cưới thì tới. Đó tới ngày cưới luôn. Thật ra là lúc đó trời mà giữ được vậy luôn á. Thật gấp thì thiệt. Thì không, không có tin à? Rồi em sao? Em giận, em tức lắm, em nói hoài coi như thuyết phục mà năn nỉ mà coi như gian sinh mà nhiều khi giận á, không lẽ trời đã đám hỏi rồi mà sao không có đụng chạm gì được không ấy. Nhưng mà nghĩ thôi ráng kiềm chế, tại vì chắc cô này khác như mọi người, thôi mình ráng kiềm chế, cũng còn sắp tới đám cưới rồi không bao lâu nữa. Kiềm chế ráng mà đi. Có lúc nào mà cảm thấy bị bung vách chịu nổi không? Cũng có, nhưng mà thật chắc là phải kiềm nén thôi, chứ giờ đã người ta nhất quyết không cho, giờ ép quá cắn lưỡi tự chết rồi. Lúc đó chỉ muốn đập đầu gối thôi. Như vậy là cái đám cưới này là đã có đêm tân hôn đúng không? Có đêm tân hôn. Thì đêm tân hôn đó em có khó khăn xoay sở kiểu gì? Rất đó có để gom ở giữa không? Không. Có để chú ôm là giờ không ngồi đây nữa. Có cấp visa cho nhập cảnh không? Chờ đi Đà Lạt mới nhập cảnh được. Thôi chứ cứ ôm đám cưới đó cũng nghỉ vẻ. Vậy như phần dạo nhạc thôi. Còn, còn phần liên khúc, phần mà... nhập cảnh là không được đó. Cái phần điệp khúc dụng dẫn. Điệp khúc là chưa. Đám cưới khoảng mấy ngày đó là đặt tour sẵn rồi, đi Đà Lạt. Thì đi Đà Lạt mới gọi là từng trăng mật, là đúng gọi là từng trăng mật. Vậy là ông này ông lãnh nhiều trách nhiệm lắm nè. Vừa làm chồng vừa làm thầy giáo luôn nè. Nhưng mà thầy giáo này thông minh lắm. Học trò. Thầy giáo thông minh hay là học trò thông minh? Học trò cũng thông minh mà thầy giáo thì... Thầy giáo giỏi chứ không phải thầy giáo thông minh. Thầy giáo giỏi. Gặp học trò thông minh thăng hoa luôn. Đã đậu thủ khoa thì giờ thầy giáo dạy thì cũng phải đậu thủ khoa luôn. Bây giờ là thủ khoa luôn rồi. Thủ khoa luôn. Còn bây giờ tình hình là cuối cùng ra thì bây giờ là giờ sao? Sao? Bây giờ còn không còn cái gì gọi là khó khăn và trở ngại ha. Cấp bằng luôn. Cấp rồi. Bằng. Bây giờ là thành cô giáo luôn rồi. Em có thể cho một cái cảm nhận về người chồng hơn 9 tuổi của em không? Dạ thì lúc đầu em cũng có suy nghĩ là khi mà khoảng cách giữa cái tuổi tác á cũng là vấn đề, nhưng mà cái đặc biệt là khi mà em với ảnh nói chuyện á thì em phát hiện ra có rất có nhiều điểm chung. Chắc là do em á già hơn tuổi còn ảnh lại trẻ hơn cái tuổi nên nó gặp nhau không có cái khoảng cái điểm đó. Thì ví dụ như là nhạc của em thích á thì thường thường nó lớn hơn cái tuổi của em, còn ảnh thì lại lúc nào cũng nhí nhảnh như con nít vậy đó. Thực ra thì vợ em là một cô vợ quá hoàn hảo rồi. Thế thì em có một cái điều gì muốn vợ em thay đổi hoặc để cho hoàn hảo hơn không?
Dạ có, vợ thì già trước tuổi cũng non quá, nói cái gì cũng phải theo quy luật, đúng cái nề nếp giải trình trước đến sau sao nói phải đâu ra đó đàng hoàng, không phần được tắc. Sai ủa cái đó em muốn thay đổi hả? Cứ như là quá nghiêm khắc. Với phần nữa là giận cái gì ít nói lắm, cứ để trong lòng rồi khóc, cứ năn nỉ em ơi anh có sai chuyện gì em cứ nói cho anh biết, đóng góp mà anh cái đó nghe. Thì cần thay đổi. Dạ. Còn cái gì nữa không? Chắc không hết rồi quá. Nãy giờ lục lọi đi kiếm hoài cái điểm xấu. Nhưng hoàn hảo quá. Kiếm không có ra đó. Thôi bây giờ mình hỏi đối tượng khác đúng rồi. Đó. Còn em sẽ ước chồng em thay đổi đi. Bỏ cái tật mê chơi, ham chơi. Có lần chơi bia tới 4 giờ sáng luôn. Trời ơi. Dạ. Mê chơi dữ lắm. Điều đó là điều mà em cần thiết nhất để mà anh sửa chữa đúng không? Dạ. Anh sửa được không anh? Anh lớn hơn người ta 9 tuổi, anh phải làm gương đi đó. Anh muốn người ta sửa, anh phải sửa trước. Từ từ sửa sau. Đâu có cái mặt của anh. Không ra đâu, nào mà sửa cái ầm nữa. Sửa nhanh, tên bé chưa cưng? Dạ có, được 7 tháng rồi. Đó, sửa nhanh đi để mốt con nó. Dạ. Lớn lên nó cảm nhận, nó nhận thức được, nó học theo ba là mệt luôn đó. Chưa, mắt công nó mắt trước á, 1 tuổi cái nó cầm cơ bia rồi đó. Ơn xin chúc hai bạn vui vẻ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Có cái gì gọi là vỡ mộng về đối tượng của mình không? Dạ cũng vỡ mộng nhiều lắm, tại vì tính là hơi con nít, bày hoài lắm, làm tới đâu là bày tới đó à, chứ không có phải gọn gàng sạch sẽ, mà tính của em thì phải kỹ, làm xong là phải sạch sẽ, phải gọn thế nào. Dạ mỗi lần em sai, em làm cái gì mà cổ mà cô giáo không vừa lòng thì cổ sao? Như là vợ đi làm ở nhà cái là giặt đồ xong cái giặt xong mà vũ không vũ á là la, tại vì hai đứa ở trong team mét luôn, xong rồi la cái mấy thằng team mét nó nói sao vợ anh vũ quá. Nó lớn tiếng thôi chứ cũng phải là la gì nữa. À sao ông không có phơi đồ mà ông không có vũ cái quần áo ra cho nó ngay thẳng gì hết trơn á, nói bao nhiêu lần rồi mà ngày lần nào cũng vậy hết trơn, cứ lấy đồ lên là móc lên mà giặt tùm giặt đồ mới lại mới giặt là nó nhầu, lúc mà phải vũ ra thì nó thẳng thốn được. Mà cứ bóc lên là nhau có nhiều, móc lên cho nó nhanh, đồ y như cái đồ dễ vậy đó. Thành ra mỗi lần mà xếp đồ là rất là bực bội. Cho nên là nói bao nhiêu lần mà không có sửa. Ngoài cái bầy hầy ra là còn cái gì xấu nữa không? Dạ lật lọng lắm. Lật lọng hả? Chết rồi kìa. Chết rồi rồi, kể đi em. Dạ mỗi lần làm sai là nói không có chịu nhận, đổ thừa đứa này đứa kia. Thậm chí mà gái lớn giờ 3 tuổi rồi đó. Đổ thừa con gái luôn không? Dạ đúng rồi, đổ dễ thừa sợ luôn. Không những hả? Nhỏ mới 16 tuổi cũng đổ thừa nó luôn. Cái gì? 16 tháng. 16 tháng đó. Đổ thừa luôn, nhỏ 16 tháng. Đổ thừa cái gì? Nói nghe coi. Giống như là cũng cái tật bài thầy đó, dọn đấy xong cái về nó cha sao cha cái này ông không dịp dẹp vậy? Mít. Sao làm không chịu dẹp với mít? Trời ơi, mà nhỏ 16 tháng mà mình nói lần nào vậy đó. Cũng dễ sợ quá. Mà thôi. Tại bí quá đó. Sợ. Xong mà đôi chối lắm, đôi chối cực kỳ luôn. Hồi đó có một lần là đang chơi con bú trong phòng thì ổng người này cũng vô tình thôi chứ không phải là theo dõi ổng, cái dòm ra trước, cho thấy ông đang khui chai nước ngọt, chắc nghĩ chưa khui cho khách thôi. Ông khui xong lấy ly đá ông rót ra, ông uống. Mà ông dồn vô phía trong phòng mới coi mình có dồn ra không. Uống lén đó. Dạ đúng rồi, uống lén. Xong cái thấy rồi, im rồi không nói tiếng nào hết. Khi ông uống xong cái ông còn miếng nữa nè, ông uống cho hết đi, thôi uống xong phi tan đi. Không, để lại trong thùng đá đó, đi dành uống nữa. Cái trong này em cho con uống xong, em giả bộ em đi ra, xong dỡ thùng đá ra, cầm chai nước ngọt lên, nó ủa cha, cái nước ngọt này của ai vậy? Của khách á, của khách uống còn dư, để dành xíu nữa ăn uống. Là dỗ trá đó, dỗ trá. Dạ, dỗ trá lắm. Cái em nói là tôi ngồi trong đó tôi thấy rõ ràng ông múc cái ly đá ra, ông rót vô ông uống, ông còn dòm cho thử tôi có dòm ông không, mà giờ ông nói là của khách, giờ này của ai? Của anh. Cứng hận quá, cứng hận quá. Phải bắt tận tay dây tận mặt thì lúc đó mới không chối, chứ không là chối bất chấp, lật chối lòng. Chừng nào mà không được nữa thôi. Lật lòng đó. Ủa rồi sợ vợ lắm hả cơ? Tại vì không có thích vợ buồn. Không thích la vợ buồn. Cái bất công rồi em quạo lên rồi cái cãi lộn rồi không có vui. Chứ không phải là vợ đánh hả? Có bao giờ bị đánh đòn như cô giáo đánh học sinh? Cũng sợ nhưng mà né đứng xa lắm. Tại vì vợ mình định có vỏ không dám biết là à, nghe nào. Đầu tiên là gì bày hay nè, thứ hai là lật lòng. Lật lòng, dối trá. Dối trá rồi giờ còn nữa không? Chắc là hết rồi. Chuyện chồng thời quên mất tiêu rồi, trung quá quên rồi. Vậy hả? Bây giờ tới chồng đi. Hay la chồng quá. Rồi gì nữa? Kỹ quá. Thí dụ như là phơi đồ xong rồi đem vô xếp á, bỏ sổ hết trơn rồi đi làm gì đấy. Em nè, xếp đồ hết trơn cho em rồi đó. Em sướng rồi. Ai ngờ đâu ngồi đi gan trước đi vô thấy bà lòi ra bà xếp lại hết trơn. Không kỹ chưa bao giờ xếp bà cũng chết luôn. Kỹ quá phải không? Rồi hay la. Muốn lên máu luôn vậy đó. Muốn lên. Rồi còn gì nữa không? Ham tiền. Ham tiền. Trời ơi, không có kẹo mà ham tiền. Tiền mà không phải là mình ham, nhưng mà nói cái gì mình cũng nói tới tiền. Nói bà sao bà ham tiền quá. Khi em mới tức lên nói là ủa ông sống không cần tiền, ông không có tiền sao có, không có vật chất sao có tinh thần. Mà đó ông này ông làm cực lắm mà ông xem trọng tiền. Giống như ông bán buôn rồi cả ngày vậy đó, mà nguyên cái hộp tiền ông để trước, ai lấy thì lấy, ông không có lấy. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì chiếc cửa có bán nước mía á, cái xong rồi tối bán xong rồi có cái hộp tiền trong á.
cái bán xong gửi tủ không bỏ hộp tiền ngoài đường á, ai muốn làm gì làm. Còn lần nữa cái này là ổng kể lại mà không biết có thiệt hay không. Ông đi ngoài đường rớt ra tờ 100 ngàn, ông tính quay lại lấy, cái ông kia lại lấy, ông nói thôi tao lấy luôn. Thôi vậy hả? Chứ giờ lại hỏi nó cũng còn, ông nói ông đâu có trả đâu, nói cô này tiền mày có giấu không mà chết luôn, có đâu có lộ rồi nó đi. Tiền của mình mà không dám lấy, thôi người ta lấy rồi cho lấy luôn. Tụi em còn chuyện gì vui nữa không? Đi làm về mà thấy sắp sáp vô hung hung vợ rồi sờ sờ mó mó vợ là biết rồi. Em đẹp quá, khen thí thế lắm, khen ồ hôm nay em thơm quá, em không có hôi là mình biết thế nào cũng có một câu sau là tối nay cho anh quện nha. Nó có nghĩa là câu trước là khen vợ, nhưng câu sau đệm thôi là tối nay cho anh quện nha. Cho anh quệ đó phải không? Không phải, cho anh quện một cái. Quện à, cho anh quện một cái chứ không phải cho anh quện. Cái từ nó thô thiển đâu không có không nói. Rồi bây giờ em mong muốn ở thế thay đổi điều gì? Bớt nhây bớt xàm lại, mới xàm lắm, xàm cả ngày, xàm nhức cả đầu luôn vậy đó. Xàm mà dạ có đầu nói xàm vui mà. Nói xàm cho vui không thôi, nhà buồn hiu à, nói cho vợ vui á. Không nói vui thì cũng cái lúc, nhiều lúc mình đang bực mình mà tự nhiên cái lại cũng sờ mó kêu vợ ơi, em ơi anh muốn có cái gì đó với em ơi thằng thứ này thứ nọ, nói chung là kiếm mọi chuyện đó nói mà nhiều khi chọc cho bực lên thêm vậy đó. Thế còn thế mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt to tiếng lại. Bớt kỹ lại, kỹ quá. Ta to tiếng tại vì ông xàm quá người ta mới to tiếng chứ. Xàm thì nhây nữa. Rồi người ta kỹ vậy là tốt cho con ông với lại tốt cho ông mộng đòi, ta không kỹ. Đàn bạn gái là phải kỹ lưỡng sạch sẽ, hiểu không? Đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Thử mà vợ mà bê bối luộm thuộm coi. Bày hày. Là bày hày coi là em chán liền. Trời, hiểu chưa? Ngày xưa ông cũng bày hày lắm, rèn lắm mới được vậy nè. Thôi bây giờ vậy đi, chị chúc cho tụi em á là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cái gia đình tụi em rất là dễ thương quá. Nhớ không? Và nhớ một điều á là thế á, chỉ cần em chững chạc lên một chút xíu, có nghĩa là em vẫn giữ cái vô tư của em như vậy cho không khí gia đình vui, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ, giống như là vợ em nói vậy đó. Còn bình thường á thì cũng phải có những lúc em phải chứng tỏ em là người đàn ông trụ cột của gia đình. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Là Vũ Nhật Tân. Hiện nay tôi đang công tác tại Hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập. Và đây là bà xã. Em tên là Lê Thị Hoàng Phụng. Em hiện là nhân viên văn phòng cùng cơ quan với ông xã. Chắc là hai bạn là công tác chung một đơn vị cho nên là quen biết nhau đúng không? Em vào làm ở trong đó trước, sau đó thì vợ em vào và em là người hướng dẫn công việc. Hướng dẫn sao? Lúc đầu em vào cơ quan thì em cũng làm hướng dẫn viên giống như ảnh. Thì sau này em mới làm chuyển lên là nhân viên văn phòng bên bộ phận nhân sự. Khi mà vợ em vào á, nhìn nếu mà so với tuổi thì nó không được phải là trẻ như bây giờ. Xấy cái tóc á, bồng hơn cả chị Hồng Vân cơ. Đấy, cho nên là rất là ấn tượng. Lại cái khuôn mặt vuông to, cái đôi mắt to. Còn em thì em gặp chồng em thì lúc đó em ấn tượng cái điều gì anh? Không có ấn tượng gì. Không có ấn tượng gì hết. Kỳ vậy. Chỗ kỳ vậy. Đó là em được biết là mình được một anh chàng làm trong phòng thì hướng dẫn. Lúc đó thì chỉ có mỗi một mình ảnh là con trai. Mình cũng hồi hộp nghĩ là chắc mình sẽ gặp một người con trai thật là đẹp trai, cao to, phong độ. Mấy hôm sau em mới gặp ảnh. Trời ơi, anh này là anh Tân là hướng dẫn mình sắp tới đây hả? Thấy sao mà con trai thì cái đầu thì nó nhỏ, hai con mắt thì đừng to mà lòi này, còn cái miệng thì rộng, giọng bắt nữa. Nên lúc đầu là mình bị thất vọng. Hồi nãy Tân nói bạn mặt to, mắt to. Thì bây giờ anh này là đầu nhỏ, mắt to, miệng rộng. Không, nhiều khi đó là một cái sự xếp đặt sẵn rồi đó. Rồi khi nào mà hai bạn mới có cảm tình với nhau? Thật sự là cái ấn tượng ban đầu á, nó không có được như mình mong muốn. Đó là mọi người cũng hay chọc á, hay ghép với nhau á. Mà mình nghĩ trời ơi, mình mà cặp với cái ông này chắc nó giống như là chuột da xanh với mèo mặt bự. Khi mà có cảm tình với cô này á thì Tân tỏ tình với cổ như thế nào? Khi em quan sát thì thấy cái sự thông minh này, sự lanh lẹ này, rất là ưng đồng chí này rồi. Nhưng mà sau đó thì mình mới lên cái kế hoạch để mình gọi là cua đấy. Thì em mới cũng giả vờ là nhà chú ở gần nhà vợ em. Thế mình mới giả vờ là đi cùng về nói chuyện với chuyện, xong rồi qua vào đường vào nhà chú rồi. Thôi thế thì để anh đưa em về luôn. Mục đích là để xem cô này ở đâu. Hôm sau em mới mua một bó hoa. Vợ em thì rất là thích màu tím, cho nên là cũng lại mua một bó hoa hồng có sắc tím ở trong đó. Đường đột mà mình tặng hoa thì nó rất là kỳ. Nhà vợ em là bán tạp hóa, em mới dừng lại và vào mua một cái bịch tăm xỉa răng và một gói bông máy tai.
Tại sao là mua cái đó? Bởi vì là nhớ ra lúc chiều ăn cơm xong là không có tăm xỉa răng. Mua một cái thì nó kỳ quá, thôi mua hai cái, một cái bông máy tay. Xong đó thì mới đặt bó hoa ở đấy, là nói với mẹ của vợ em là có anh nào nhờ gửi tặng hoa cho con gái của bác. Thế rồi em lên xe em đi luôn. Lúc đó là em đang ở trên lầu, thì mẹ em mới kêu em xuống. Em xuống em thấy một cái bó bông đẹp lắm, màu tím mà đúng mà mình thích rồi. Mình đang mơ mộng một tí xíu thì cái ảnh nhắn tin, ảnh hỏi là bó bông đẹp không. Rồi khi nào thì hẹn hò với nhau? Hai người là làm cùng cơ quan, sau đó mới hẹn đi uống cà phê. Ấn tượng lắm, bây giờ em cũng không quên được cái buổi đầu tiên uống cà phê. Đó là ảnh nhắn tin hẹn em đi uống cà phê. Mình mới nói trời, hẹn người ta đi uống cà phê lần đầu tiên mà không tới đón người ta. Kêu là anh tới quán cà phê rồi, giờ em tới là lúc đó em đi làm về. Chứ em rẽ vô em thấy ảnh ngồi ngay cái bàn. Dạ, chắc rồi cầm một bó hoa. Dạ không, ảnh đang ngồi ảnh cắt móng tay. Trời ơi. Khi bạn chưa tới thì anh ngồi cắt móng tay. Nhưng mà chưa gặp được em thì chắc anh ngưng cắt móng tay liền đúng không? Không, ảnh cắt suốt buổi luôn. Vậy chắc cứ nằm luôn. Ồ, sao kỳ vậy? Em được cái là tự nhiên. Tự nhiên từ xưa đến giờ luôn. Em nhớ là chưa có cắt móng tay. Thế hôm nay nhân thể là có cái cắt móng tay trong cái chùm chìa khóa. Thế là ngồi chờ thì cắt móng tay luôn. Nhưng mà vậy là có bực bội không? Dạ không, mình thấy mắc cười. Trong thời gian mà làm việc với nhau bao nhiêu lâu thì mình lấy nhau? Từ lúc quen đến lúc cưới thì khoảng 10 tháng. Nước rút ghê chứ. Không, quan điểm của em á, cưới vợ thì phải cưới liền tay, các cụ dạy rồi. Chớ để lâu ngày lắm thẻ rèm pha. Đấy. Vào là ta bứng cả chậu luôn. Ủa như vậy lấy nhau xong á, nó có những cái gì mà nó khác so với lúc mà mình đang yêu nhau không? Cũng nhiều cái bất ngờ lắm. Ông xã em á thì ngủ ổng có nhắm mắt. Trời ơi. Ảnh ngủ như Trương Phi vậy đó. Vì là cái mắt của em nó lồi, cho nên là chắc là lúc ngủ là nó cũng không chịu không nhắm lại được. Nhắm lại cho nên là lúc đầu mình cũng không để ý, tại vì tối ngủ thì mình tắt đèn mình đâu có biết. Mấy hôm mà em hay đọc sách hay là mở đèn còn làm gì đó thì ảnh mới nói tắt đèn đi để cho người ta ngủ. Nhưng mà tới hồi ảnh nằm ảnh ngủ ảnh ngáy khò khò rồi thì mình nhìn qua cái mình giật mình luôn. Ảnh không có nhắm mắt. Ok, nói chung ngủ không nhắm mắt thì chắc chắn nhà bạn không có ăn trộm. Còn bất ngờ gì nữa? Đồng chí nhà em là nấu món ăn bắp rất là ngon. Sau khi cưới xong là em chấm ở cái điểm đó. Chắc có lẽ là chồng em khen em suốt đúng không? Bữa nào mà nấu món bắp thì khen, còn nấu món nam thì không có khen. Cái gì hả? Nhưng mà khen là nói thẳng là có một cái cách khen nào đó nó lạ lùng không? Ảnh thì hay nói ca dao tục ngữ với hay thơ với thành ngữ này kia. Ảnh hay đem vô câu chuyện này ảnh nói lắm. Có nghĩa là em vận dụng những cái câu ca dao tục ngữ hoặc những bài thơ để mà khen vợ hoặc là khiển trách vợ hoặc là giận hờn với vợ luôn hả? Dạ, đúng hay rồi. Quá vậy? Đó, vậy hay à? Nói chung là cũng không phải kho tàng. Thế nhưng mà em vận dụng vào những cái tình huống đó thì làm cho cái câu chuyện nó trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhưng mà nó lại rất là xót xa. Chuyện là thú vị đó, đâu bạn thí dụ. Thì thường thường đó là bữa nào mà ăn gà luộc á thì ảnh hay gấp cái nguyên cái bộ gan của con gà ảnh ăn. Hôm bữa đó mẹ em mới hỏi, ủa sao con gà này cái bộ gan ở đâu mất tiêu rồi. Em mới nói là anh Tân ảnh ăn bộ gan trước rồi. Cái mẹ em mới nói bộ gan á thì nó mềm thì không nhường cho người già ăn. Ta thấy bữa nào cũng dành ăn bộ gan trước. Quan niệm là người Bắc là như này, thương thì cho ăn tiết mà giết thì cho ăn gan. Cho nên là khi ăn thì em ăn cái cầm này, cái gan. Vâng, vì là gan là cái nơi mà nó lọc cái chất độc của con gà. Cho nên là con lãnh cái phần độc nhất. Đúng không ạ? Con gấp là mời bố mẹ là ăn ăn tiết là bổ nhất đấy. Vậy hả? Mình giải thích như vậy thì bà rất là mãn nguyện. Mãn nguyện là bởi vì mặc dù là mình không được ăn bộ gan nhưng mà mình cảm thấy rất là vui. Đúng rồi. Bà mới kết luận một câu là này. Cái thằng này đã ăn mất bộ gan rồi lại còn đọc thơ nữa. Từ những cái câu đó là câu đúc kết từ ông bà mình để lại không à, cho nên các cụ tin liền đúng không? Còn ví dụ lúc nào mà em giận vợ em quá thì em dùng câu gì? Ảnh thì hay cầu nhau cằn nhằn em cái chuyện là thôi ở nhà giữ con đi, rồi em đi uống cà phê hoặc là em đi chơi với mấy đứa bạn em á. Ảnh cứ không có thích cho em đi là ảnh cứ hay nói, tức là em là em này rất là thương vợ, rất là yêu vợ, nhưng mà con đã phân công công việc ở nhà rồi, đồng chí phải làm xong muốn đi đâu thì đi, con cứ để ở nhà anh giữ không sao cả. Thế cho nên là em bảo là này, có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng chợ vẫn vui, đến uống cà phê thì vui, nhưng mà không có em chắc là cũng vui.
Rồi có một cái trường hợp nào mà em cảm thấy rất là ấn tượng ở chồng mình khi mà chồng mình nói về ca dao tục ngữ, vận dụng thơ ca nữa không? Có, cũng mới hôm rồi đây nè, ở nhà có con bé giúp việc, nó lỡ tay nó mới làm bể cái chén. Mẹ em mới sợ là con em nó thức dậy thì mẹ em mới la phải làm nhẹ tay xuống bếp mà cứ làm ầm ầm thì sao nó ngủ được. Thì một chút xíu nữa mẹ em xuống bếp á, mẹ em làm gì đó thì mẹ em lại làm một cái đùng. Xong á lúc đó thì không ai nói gì. Rồi cái thêm chút xíu nữa cái mẹ lại làm một cái xoảng. Xoảng. Ba em á từ ở trên phòng khách á mới đi xuống, mới cười mẹ em mới nói đó đó thấy chưa, mới vừa la người làm á giờ tới lượt mình. Ba em mới chồng mẹ em. Lúc đó thì có anh này ở đó. Phung thơ mới tức là nói. Vừa là bênh mẹ vợ em kèm theo nữa là để cho không có căng thẳng nếu như mẹ em giận bố em chẳng hạn thế. Cho nên là phải tung chưởng ngay, chưởng đó là tung thơ tưởng rằng chị ngã em nâng, ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười. Xong lúc đó hai bố mẹ hời không? Anh nghĩ lúc đó chắc chắn là bố mẹ vợ đều cười hết đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì có thằng rể làm thơ hay quá mà. Dạ thì cũng nhờ đó mà cái không khí trong gia đình nó cũng bớt căng thẳng rồi. À vậy là những phát hiện của tụi em về nhau là toàn phát hiện tích cực ha? Dạ. Đúng không? Có cái gì tiêu cực không? À tiêu cực ạ. Cho đến nay thì chưa thấy. Thực ra nãy giờ vợ chồng tụi em mặc dù đã lấy nhau 4 năm mà cho tới thời điểm này vẫn chưa thấy được cái tật xấu gì của nhau, đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà nói chứ trong cuộc sống ai cũng muốn cái gì hơn thế nữa. Về với Tân, Tân muốn vợ mình hơn thế nữa, có muốn không? Hoặc là ngược lại, em có muốn chồng em hơn như vậy nữa không? Cái mong muốn là đối với vợ em đó là đồng chí bớt nhõng nhẽo đi, cần phải chín chắn hơn, cần phải người lớn hơn. Chứ bây giờ vẫn còn nhõng nhẽo hay là vẫn còn ngủ nướng này. Ngày xưa khi trước mà yêu á thì em rất là hay tặng hoa. Thì bây giờ cưới xong rồi, ví dụ 8 tháng 3 đồng chí nhắn tin cho em là anh đừng tặng hoa cho em nha, để tiền mua sữa cho con. À. Đó là một cái sai lầm của người phụ nữ. Quan niệm của em là thế này, quà hay là hoa thì nó không tự nhiên sinh ra mà nó cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ tay người này sang tay người khác thôi. Cho nên là nếu đồng chí không nhận thì chắc là hoa quà nó sẽ đi sang cho người khác. Không được, không được, không được. Hôm nay là dằn nó nha, nhắc khéo đó. Thực ra cái điều mà muốn của Tân á là quá hay. Đàn ông là trụ cột, còn đàn bà phải giữ vai trò như một cái bếp lửa trong nhà. Còn em thì em còn mong muốn ảnh hơn cái gì nữa không? Có, thứ nhất là dành thêm thời gian để mà tâm sự chia sẻ với vợ. Tại vì ảnh cũng có cái tật đó là nằm xuống 3 giây là ngủ rồi. Chị em miền Nam em hay nói thẳng, nói thật. Còn ảnh thì hay dùng ca dao, tục ngữ nè, đôi khi là mình không hiểu hết. Thứ nữa là em cũng muốn ảnh là đi ra ngoài giao tiếp, nhậu nhẹt với bạn bè chút xíu. Nói chung là ăn chơi chút xíu. Trời ơi. Lần đầu tiên mà trong đời mà anh nghe một cái sự mong muốn của người vợ dành cho người chồng mà té ghế. Đó, có nghĩa là ông này chắc ông chơi cũng ít mà ăn cũng ít nè. Trời ơi. Chị cảm nhận rằng á, Tân là giống như là một cái kho tàng thơ ca và một người đàn ông rất là sâu sắc và rất là tế nhị nữa. Sau này em sẽ thấy được là với cái cách mà Tân góp ý, dùng những cái lời lẽ thơ ca như vậy để Tân nói thì cái đó nó rất là ngọt ngào và mình càng ngày mình càng yêu chồng mình hơn. Chị tin tưởng rằng á, với một cái trụ cột như là Tân đây á, thì cuộc sống của vợ chồng em sẽ viên mãn hạnh phúc đến suốt đời. Yeah. Xin cảm ơn em. Yeah. Tuổi em hiện là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Quanh đây là quy quanh à, quanh ta quanh ta quanh đây. À, còn em? Dạ em tên là Phương Thảo. Em đang làm trong lĩnh vực ngành ngân hàng. Năm nay em 31 tuổi. Thảo với quanh gặp nhau trong một giảng đường hay là gặp nhau ở nơi nào? Dạ. Ngân hàng. Dạ không. Thầy giáo đi rút tiền. Đúng không? Dạ không. Cách đây là khoảng 9 năm em học thêm buổi tối ở Đại học Sư phạm nên là gặp anh. Lúc đó thì em đi làm thêm giữ xe ở đó. Thì gặp cái cô này để cái tóc dài mà phía sau là kẹp cái kẹp thiệt là to vậy. Cao rồi gầy mà nhìn con gố nữa thấy dễ thương. Cho nên là mới viết một cái lá thư xong rồi kẹp vô cái ba ga xe gỗ á. Em nhận được cái lá thư mở ra em đọc. Ghi là chào cô bé. Có duyên thì muốn được làm quen. Rồi ghi
để lại họ tên rồi quê quán rồi số điện thoại. Ấn tượng là cái nét chữ nó rất là mềm mại mà nó rất là đẹp, đẹp hơn cả chữ con gái là em nữa. Mà nó nghe nè, đó có khi nào gửi xe mà ổng không lấy tiền không? Dạ không. Thậm chí cái hôm mà em nhận được thư á, biết gửi thư cho ta hôm đó, người ta đọc xong rồi đi ra rồi vẫn xác nhận bình thường, em cũng đâu hay biết gì đâu. Rồi nó sẽ kỳ cục vậy hả? Không trả tiền mà đó giữ xe, bây giờ giữ xe giữ luôn người luôn rồi. Bao lâu thì mới chính thức là giữ luôn người? Khoảng một năm thì tới ngày 8 tháng 3 là em tới một quán nhẹ nhẹ mà cô này thích rồi, năn nỉ quản lý ở đó cho em là để cái đàn cầy lên bàn rồi tạo cái hình trái tim, rồi đặt hoa đặt quà lên đó, rồi lấy cái dây kim tuyến là em cứ ghi cái dòng chữ là anh mãi yêu em. Ôi, đó rồi cái là trời ơi, nói chung là tặng dây để mà trói buộc nên những cái dây đó thay cho những sợi dây xích. Rồi có lần nào mà cãi vã nhau mà chia tay không? Dạ có, hẹn với em mà đến trễ. Lúc đó thì em đi công tác ở Đà Lạt, thì có hẹn là chiều hôm đó là em sẽ về gặp Thảo. Trên quá trình về thì sếp đã dẫn đi nhậu, cho nên là về trễ tiếng. Thì đến cái chỗ hẹn thì Thảo vẫn đứng ở đó chờ em. Em mới xin lỗi cô không nói gì hết, cô chạy xe đi. Em cứ chạy xe theo là ngừng lại, cãi nhau một chập, chạy xe tiếp tục cái ngừng lại cãi nhau. Thì lúc đó là trời mưa, giận quá em nói thôi bây giờ chia tay. Em thấy bực mình lắm, em đâu có phải là hả thua kém gì đâu mà phải hả chờ đợi, phải như vậy chứ. Cũng phải chảnh có giá ta chút đúng chứ. Đúng rồi, xong con gái mà năn nỉ một chút thôi vậy cũng quay qua nổi giận. Trời, từ người có lỗi thành ra giống như là mình như ta từ đây là dưới lật ngược thành kèo trên luôn. Dạ đúng rồi, rồi còn la lại nữa là nên là còn quăng đồ nữa chứ. Trời, mà em ghét lắm, tại hồi đó giờ em thấy là người hiền lành tự nhiên hôm đó lại nổi giận lên như vậy, lộ bản chất cái đồ ra. Xong rồi cái em mới thấy vậy thì thôi, chia tay thì chia tay, em đi. Lúc đó thì em cũng có mua quà cho vợ ở trên Đà Lạt về là một cái móc khóa hình cái đôi hài. Em mới bực quá em quăng xuống dưới đường luôn. Lúc đó trời đang mưa nữa, thì cái là hai đứa hai đường chạy về, mà em đi giữa chừng em cảm thấy tiếc món quà đó quá, em vòng lại em tìm, trời ơi mưa nó trôi đi mất tiêu. Sau đó là năn nỉ nhưng mà em cũng đưa ra thử thách là em nói tìm lại cái y chang vậy đi, rồi có duyên thì ấy chứ không thì thôi. Vậy hả? Tìm lại cái móc khóa chứ đâu phải là em để yên vậy mà quay lại vậy. Ủa, đâu cuối cùng có tìm được không? Dạ em nhờ các bạn ở trên Đà Lạt bây giờ đi ra chợ mua cho mình tất cả kiểu loại móc khóa mà chuyển gì đây cho mình. Rồi lúc đó là mua xong rồi chuyển xuống thì em mới lựa ra cái giống như hệt cái cũ mang về tặng cho vợ. Ủa, vậy là có duyên rồi đúng không? Có duyên là vợ chồng rồi đó, em ra một cái điều kiện rất là khắt khe mà anh làm được. Mà chị hỏi nè, anh chồng của em làm quá lãng mạn vậy là sau này khi mà lấy nhau rồi đó? Dạ không hề chị. Không hề. Dạ nó khác nhau dữ dội. Bể mộng có đúng không anh? Dạ, có đúng dạ. Không? Dạ đúng. Em cũng không hiểu sao luôn á chị. Ngày yêu hả? Ngày nào cũng nhớ, thậm chí những ngày mà lễ về quốc tế trên thế giới gì đó, nói chung có quà, những món quà nhỏ nhỏ mang tinh thần thôi nhưng mà cũng thể hiện sự quan tâm. Còn khi cưới rồi hả? Ngay năm đầu tiên á là quên sinh nhật của em, chị thấy sốc không? Em hay quên á. Sao hồi đó không quên? Nếu hồi đó quên thì không ấy. Nhiều khi là tập trung vào công việc cho nên là mệt mỏi quá em quên đi mất. Tức là thay đổi tính cách. Dạ. Thay đổi đúng không? Hay quên nè. Dạ hay quên. Với lại em phát hiện ra một cái lớn đó là cực kỳ mê thể thao, không đá banh thì chơi bóng chuyền. Đi làm về người ta rủ thì đi, người ta không rủ thì cũng tự xách giày ra sân tìm đội mà chơi. Ở cái thời điểm này á, chị nói thiệt luôn nha, em mà có một ông chồng mê thể thao á là em may mắn lắm á. Chị nói thiệt luôn á, thời buổi này á những ông chồng làm biếng đi tập thể dục thể thao lắm. Mà em thấy cái gì nó cũng vừa thôi chứ chị nghĩ coi, nhà có hai vợ chồng mà anh đi chơi thể thao vậy thì tự nhiên về cái tối đó mình ở nhà mình. Bây giờ hỏi em nha, em mê thể thao hơn hay mê vợ hơn? Dạ vợ đương nhiên là phải mê hơn rồi, nhưng mà thể thao là chủ yếu là cho mình có sức khỏe. Để sức khỏe để làm cái gì? Để về lo cho vợ. Lo cho vợ mà lo gì? Vợ sống ở đời với vợ. Bây giờ em nói đi là vợ em cũng không có em nữa. Đó em thấy không, như chồng em á đã tâm sự với em vậy á, mê thể thao ngàn tiếng thôi gì? Dạ tiếng rưỡi. Ngàn tiếng rưỡi. Nói chứ mê thể thao gì vẫn mê vợ hơn, mà tập thể dục thể thao là chủ đích là để lo cho vợ thôi. Lo cho vợ đủ thứ chứ á. Đúng không đó. Thuận. Còn nếu mà anh chơi game á hoặc là chơi những cái gì mà không có lợi cho sức khỏe, không có lợi cho gia đình á, còn anh chơi thể thao á em đừng cấm. Em đứng chính đây lại không có cấm, em chỉ muốn là bớt chút lại thôi. Thôi bây giờ vậy nè, chị nói nghe. Dạ. Em vẫn chơi thể thao nhưng mà em phải chứng tỏ cái độ quan tâm của em cho vợ em thấy rằng á, anh chơi thể thao vậy mà vợ cũng là nhất. Còn Quanh nãy giờ kể xấu chồng quá, anh biết vợ sao đây. Dạ vợ em thì trước thì cũng thấy hiền lắm, sau này hay lằng nhằng rồi nóng tính, cứ nói em đi chơi cái này cái kia rồi tùm lum hết, giảng từ A đến Z. Em mới nói nè,
cá cắn câu, biết đâu mà gỡ chim vào lòng biết thở nào ra. Vợ em trợn mắt lên, ai cắn câu? Em mới nói với vợ là anh cắn câu. Cái vợ em mới nói là biết vậy là tốt. Còn coi như là em cũng là chim vào lòng luôn đó. Dạ. À, không phải vợ em đúng không? Dạ, em thương vợ em, cái gì em cũng làm hết. Công việc nội trợ trong nhà là em hết. Trời đất ơi. Dạ. Vừa lo việc dạ, ngoài vừa gì? Đảm việc nhà. Dạ. Rồi chồng nấu vợ rửa hay là chồng rửa luôn? Dạ bao trọn gói. Có lần mà em nấu thì vợ em chê. Tại vì cũng có cái tật cứ nấu xong rồi hỏi sao? Ăn rồi sao? Thích không? Thấy sao? Sao ăn rồi không nói gì hết trơn vậy? Thì đến lúc mình nói gì lại không hài lòng. Ủa mình nói hỏi thì hỏi tức là muốn nghe người ta nói thiệt. Đúng không? Có hai vợ chồng không lẽ giờ mình không thấy ngon mình cũng nói ngon quá. Thì chê thì cũng vừa vừa thôi, chê thì chê thẳng mặt luôn. Rồi còn thêm cái tật nữa là hay ghen. Hả? Ghen nữa hả? Ghen dữ dội luôn. Nhiều khi là gọi điện cho em, máy em hết pin á, rồi về cái vợ chỉ tay hỏi hôm nay anh đi đâu, làm gì, chứ có phải là dẫn cô nào đi chơi, đi ăn rồi phải không? Nó không phải, không có, mà cứ nói hoài. Cái tần suất mà bị hết pin á, cứ lặp đi lặp lại hoài à chị. Bây giờ có pin sơ cua đó cưng. Trời ơi, em làm rồi luôn, không vậy mới tức chị. Bởi vậy nghe anh này nói phía là không có chính xác đâu. Anh nói là pin nó mau hết quá. Cái ở nhà một cái cục sạc, trên cơ quan em cũng mua cho một cục sạc luôn, nhưng mà rồi cũng đâu vào đó. Càng nhằn rút riết rồi em cảm thấy em ám ảnh luôn. Bây giờ là mỗi lần điện thoại em sắp hết pin là em phải chạy đi sạc, hoặc là nhắn tin cho vợ ngay, hoặc là hết pin cái em lấy điện thoại ở bên cơ quan là gọi cho vợ, vợ ơi điện thoại anh hết pin anh sạc bên phòng đó. Trời sao 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 cuộc sống của anh thấy bi đát quá. Trời ơi, có gì đâu anh. Ủa anh ơi gì thế, ở nhà anh có thường xuyên bị ăn hiếp không? Dạ ăn hiếp thường xuyên. Em thấy cái nhu cầu mà để gọi điện thoại liên lạc với chồng là cái điều là đâu có gì quá đáng đâu anh. Em thấy nó cũng tất yếu thôi mà mình gọi anh, mình gọi thì mình muốn được người khác bắt máy thôi chứ mình đâu có anh hiểu là bình thường, nhưng mà qua cái cách kể của chồng em thấy chồng em thương tâm lắm. Phô trương quá đó anh. Phải không? Có khi nào mà anh bị ức chế tới mức mà phải đòi ly dị luôn? Dạ có một lần thì tại em quên sinh nhật của vợ á, xong rồi cái là vợ cứ cằn nhằn cái nói em biết à. Cái là em mới bực quá thôi, nếu mà không hợp nhau thì chia tay, cứ cằn nhằn vậy anh nhức đầu quá. Anh này có cái tật là cứ hở ra nóng lên đó là nói không cãi lại mình cho cơ hội cãi để ra vấn đề mà không bao giờ tranh luận hết trơn á, cứ để lúc mình nói một hồi cái nghe chịu không nổi cái phán là một câu thôi ly dị đi đừng có nói nhiều nữa, thì mình tức thì mình đâu chịu được, mình càng làm dữ. Thì cái đợt đó thì em đòi ly dị luôn mà không bao giờ chịu giết đời, cứ nói hả thôi em viết đi, nói ủa anh là người đề nghị thì anh viết đi, nhưng mà không bao giờ cứ thách em viết. Em viết thì em viết. Cái vợ em viết xong rồi đưa em ký xong rồi xuống cái dòng người đồng thuận ý. Đáng lẽ là đồng thuận ý nhưng mà em ghi chữ không mà. Có nghĩa là ký nhưng mà không đồng ý là vậy đúng không? Ghi chồng là em vậy. Mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Dự định năm nay sẽ có. Dự định năm nay sẽ có đúng không? Ủa em thực sự hỏi thật trong lòng em nha. Dạ. Em thấy vợ em dữ không? Dạ dữ. Em muốn vợ em bớt dữ không? Dạ muốn. Dạ còn muốn gì nữa? Dạ muốn ít cằn nhằn em chút xíu, tạo điều kiện cho em đi chơi thể thao về cho nó vui vẻ, rồi phụ giúp chồng trong công việc nội trợ em tí xíu. Ba điều đó Thảo. Còn Thảo mong muốn với chồng mình là... Dạ em muốn là ảnh dành thời gian cho em nhiều hơn, quan tâm đến vợ, chứ vợ nói mà cứ hay quên, giống như là không quan tâm gì đến lời nói của em hết á. Dạ với lại khi mà trao đổi á phải thẳng thắn mà nói ra hết. Chứ tự nhiên có một mình em nói rốt cuộc vấn đề đâu đi đến đâu đâu, để bực bội vậy hoài cũng không hay. Chị nói nghe, tụi em đang ở trong cái thời điểm là vợ chồng son đó, cho nên phải tranh thủ trong thời gian này phải hiểu hết về nhau đi, để khi mà có con rồi á là cùng xúm lại mà lo cho đứa nhỏ, chứ lúc đó mà còn mâu thuẫn đòi ly dị nữa là mệt lắm. Cái nghề nghiệp của Oanh á nó khác với nghề nghiệp của Thảo. Thảo là bên ngân hàng đúng không, mọi thứ nó đâu ra đó rạch ròi, con số chật con số một cái là đền đúng không, cho nên cái tánh của Bảo rõ ràng rành mạch đâu ra đó, không có đón ý gì hết trơn á. Anh muốn cái gì anh nói đi, anh đừng có bắt người ta đón ý. Vì như cổ nói nhiều quá, em cũng phải dành bớt cái phần nói của cổ đi để cổ hiểu em hơn. Ngược lại cái nghề nghiệp của Oanh á, người ta gọi là kỹ sư tâm hồn, cho nên rằng á em thấy 6 năm trời yêu nhau lãng mạn vô cùng đúng không. Đó có nghĩa là có những điều em phải tự hiểu, tụi em phải trung hòa cái này. Còn á chị nói cái đừng cấm chồng em chơi thể thao, cứ để ảnh chơi đi, nhưng mà em dành 1 tiếng thôi, còn nửa tiếng cho lo cho vợ đi.
giờ đang có thời gian lo cho cổ thì lo đi. Dạ. Đúng không nè? Dạ. Đúng không? Dạ. Thì á, còn về vấn đề nội trợ, mặc dù em không muốn nhưng mà em vẫn phải làm. Tuần đó chia ra đi 3 5 7 2 4 6, còn chủ nhật thì dắt nhau đi chơi, tạo cảm giác chuẩn bị cho có con nè. Dạ. Nghe. Rồi tạo cơ hội cho nhau gần gũi đi mà cùng đón chào một thành viên mới trong gia đình của mình nha. Dạ. À, xin cảm ơn hai em. Dạ. Là Lê Thiện Vy. Năm nay em 29 tuổi. Dạ em đang là thiết kế. Thế còn em? Dạ em là Thu Phượng, em 29 tuổi. Em 29. Là nhân viên kinh doanh. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Lần đầu tiên em gặp là em ấn tượng liền. Và hồi đó là con nhỏ xíu à, mà đen nữa. Mà xấu. Mà có mười mấy ký á. Mười mấy ký hả? Vậy là gặp lúc nhỏ xíu hả? Dạ. Dạ em gặp hồi 91. 91. 91 có nghĩa lúc em bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. À có nghĩa là mấy đứa hàng xóm. Dạ. Mười mấy ký hàng gì, năm tuổi là hai bạn học chung lớp một, chung lớp một. Dạ. Ở lớp mẫu giáo chứ. Dạ chung lớp một. Dạ. Gì năm tuổi mà làm gì lớp một? Như hồi đó dưới quê hình 5 tuổi. Năm tuổi quê rồi vậy đó. Rồi thực tế em thấy ảnh cũng có khác gì em đâu. Biệt danh là Vi Lùng, cũng lùng và cũng có trang em à. Chưa gì là hai bạn đã chặt chém nhau rồi. Hai bạn mà gọi là từ cùng từ thiếu niên mà đi lên rành nhau quá rồi. Cho nên bây giờ là chặt cỡ nào cũng chặt được đúng không? Dạ. Rồi ai là người để ý ai trước? Cấp 2 thì tụi em vẫn học chung trường. Thì vẫn nhỏ, vẫn đen. Nhưng mà học giỏi, thần tượng cái học giỏi thôi. Dạ. Sau qua cấp 3 thì hai tụi em lại chung lớp. Khi đó bắt đầu là có vẻ là chỗ mã rồi, cũng xinh xắn hơn chút. Nhưng mà cũng chưa ấn tượng gì hết. Chưa ấn tượng luôn? Dạ chưa ấn tượng. Nhưng mà sau đó thì lên đại học, hai đứa lên Sài Gòn hết. Em mới bắt đầu để ý. Còn Phượng thì sao? Dạ lúc đó thì em cũng không có ấn tượng với bạn này. Vì thực tế là học chung lớp và ngang. Cho nên thành ra thấy giống như con nít vậy. Đầu tóc nó để nó chôm nó chỉ lên. Nói chung là nhìn rất là ghê. Dạ. Rồi em để ý Phượng vậy thì có đánh một cái tín hiệu gì cho Phượng biết là mình để ý khổ không? Tấn công thì mất hết gần 3 năm tới 4 lần tỏ tình. 4 lần tỏ tình. Thất bại luôn. Dạ thất bại hết. Một lần là mình tỏ tình trực tiếp luôn, 3 lần mình nhắn tin. Ủa mà sao em từ chối gì mà tới 4 lần dữ vậy? Dạ thì cái tâm lý của em á là em quyết định là yêu là cưới. Với lại em cứ suy nghĩ là phải quen những người hoặc cưới những người nào lớn hơn để hiểu ý mình hơn, rồi chiều chuộng mình hơn. Còn những bạn học thì cảm thấy giống như tính cách nó trẻ con. Cho nên thành ra em cứ lờ và làm bạn thân thôi là được rồi. Cuối cùng thì sao mà em lại đồng ý làm bạn gái của anh? Coi như là phút tới 89 rồi. Người ta nói là mất quá tam đúng không? 4 lần rồi, coi như là đầu hàng luôn. Chơi cái chiều cuối thử, viết cho cổ cái mail. Tới đây là ngưng. Không theo đuổi cô nữa. Nguyên cả buổi ngày hôm đó em không làm được gì hết. Mở mail ra thì em thấy là Phượng ơi, thì trước từ xưa tới giờ thì hai em Vy cũng thấy là hai đứa mình cũng khá hợp nhau. Nhưng mà qua sau mấy năm trời thì Vy cảm thấy là có vẻ hai đứa mình cũng không có thể nào cùng chung chí hướng. Tính của Phượng thì mưa nắng thất thường quá, và lại có vẻ hơi kiêu căng quá. Cho nên hai đứa mình không có hợp nhau. Cho nên thôi hãy cứ là bộ ba hoàn hảo. Tại thực tế em với bạn em và có một cô bạn thân nữa là bộ ba hoàn hảo. Thì lúc mà đọc xong cái email như vậy thì một cảm giác em thấy là hụt hẫng, cảm giác như là mình đang mất cái gì đó. Thì em cảm thấy rất là bối rối, khó chịu và hụt hẫng. Và lúc đó em mới viết email lại. Thì em mới bảo là Vy có coi chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim không? Nếu bây giờ Phượng xin đáp tài xế một tấm vé thì Vy có đồng ý về với Phượng không? Xong em Rồi trong cái chuyện mà hôn nhân của hai bạn đó thì có trơn tru không? Cũng gặp một cái trục trặc đầu tiên đó là ba chồng thấy hai đứa cùng tuổi, ba nói không có hợp tuổi và ba không cho cưới. Không cho cưới thì Vy làm như thế nào để cho ba chấp nhận? Dạ, cũng thực tình ra là vợ em là nhỏ hơn em một tuổi nên cuối cùng là đưa cái đó ra nữa, rồi nói tới nói lui rồi chứng minh hiện đại khoa học này nọ thì bố đồng ý. Rồi sau khi cưới á, em có phát hiện ở vợ em có một cái gì đó thay đổi không? Dạ có. Nhiều thay đổi khá là trầm trọng á. Trầm trọng? Dạ. Điển hình. Cái lúc mà trước khi yêu này nọ mê tín là không có. Đó. Mà sau khi cưới nhau về là bắt đầu đi coi bói. Là vợ em? Dạ. Đi coi bói thì bà thầy bói bà nói là nhà có ma. Bà chỉ cúng kiến rồi xua đuổi này nọ rồi á, thì vợ em cũng làm theo. Thì sau đó rồi bắt đầu tối là bắt đầu ám ảnh luôn. Cứ nửa đêm mà có vấn đề gì đó là lo em dậy. Đúng. Nhà thì sáng trưng hết. Đi đâu, đi ngôi nhà nhỏ gì cũng chồng ơi đi hết. Thì cái vấn đề đó cuối cùng làm hai tụi em căng thẳng gần hơn nửa năm. Là vì cái cùng... vấn đề mê tín của vợ thôi mà căng thẳng hơn nửa năm. Dạ, tại vì mình mất ngủ rồi cứ suốt ngày nói chuyện mà. Sao, sao em lại bị như vậy? Khi buổi đó em về ha, em sợ quá. Cho nên là lúc đó là không thể nào mà thức
dậy mà em đi được. Dạ. Coi như là cho nên là lúc đó luôn luôn bật điện nhà bếp, lúc nào cũng sáng chân và lúc nào là cũng anh. À, anh cũng phải đi theo. Dạ, đi và đi phải đứng canh chừng. Dạ, đứng canh chừng xong rồi mới đi vô. Mà em có sợ ma không? Dạ không. Tại em rồi. Đâu có tin ma đâu. Không ma sợ ông này. Cho nên lúc đó là em không dám ở nhà một mình. Ngoài chuyện đó ra thì vợ em còn tật xấu gì không? Có cái bệnh hay nôn nao. Nôn nao cái gì? Dạ. Tức là có vấn đề gì đó mà bắt đầu thích hay là để ý rồi á, là muốn làm á, là phải làm cho được. Ví dụ như bữa lên tham gia chương trình á, cổ con nôn nao một đêm không biết mình sẽ nói cái gì rồi nó gặp nó có như thế nào không. Một đêm đó hai vợ chồng lại mất ngủ. Dạ. Ừ. Còn chồng em thì sao? Chồng em á thì cách nói chuyện á nhiều khi em không thích, nhiều khi không có cảm giác như là không có tôn trọng em lắm. Nói chuyện không có thiếu chủ ngữ, dù thay vì phải nói là nhẹ nhàng em ơi làm cái này cái kia thì em thích. Là có một lần đó là em nghe anh nói chuyện với ba, em nghe xưng em là nó, từ lúc đó là em giận luôn. Tại vì cái lúc mà nói chuyện với ba, ba lại hỏi là vợ con nó đang làm gì. Đó thì mình thẳng miệng nói luôn, nó đang rửa chén đó. Thì từ đó có một lần đó thôi mà cô giận là dẫn tới giờ luôn. Mãi giờ còn kêu bằng đó luôn. Dạ không, có đó là lỡ miệng thôi. Đó là bị liệu theo ba. Bị liệu. Không phải là cố tình. Đúng không? Rồi giờ thí dụ thay đổi thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Anh phải tâm lý với em hơn chút. Những đêm mà em có cần gì mà nói chuyện với ảnh thì ảnh lắng nghe em thêm một xíu. Em cũng có một cái là thường hay nói chuyện về đêm với ảnh. Tối đi ngủ thì em mới nhớ ra. Thì lúc đó em phải cần ảnh để em giải quyết cái vấn đề đó. Thì ảnh lại cứ buồn ngủ. Rồi còn chồng muốn vợ thay đổi cái gì? Không có đi coi bói nữa. Tại vì coi bói rồi về cái tâm lý nó bất ổn. Thì người cũng sợ ma lắm mà cũng mê phim ma. Rồi cũng coi rồi cũng ám ảnh rồi tối lại mất ngủ rồi này nọ. Trời ơi, bây giờ mất ngủ rồi lại lôi chồng ra nói chuyện. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường là em lôi chồng em dậy lúc mấy giờ đêm để mà nói chuyện? Thường đi ngủ là 11 giờ đến 11 rưỡi. Nói chung là em không ngủ được thì em phải nói cho bằng được cái vấn đề mà em đang nói. Thì dù ảnh nói vừa ngủ, ảnh thì dễ ngủ hơn em. Em thì có việc gì mà vấn đề ban ngày thì ban tối em lại suy nghĩ. Bệnh nôn nao. À, cái đó là kêu bằng bệnh nôn nao hả? Chị mới biết cái bệnh đó đó. Bệnh nôn nao. Có con nếu mà gọi đúng ra là tính nôn tính. Thế ngoài ra thì em còn mong muốn vợ em thay đổi điều gì nữa không? Dạ, cái vụ mà nói nhiều. Nói nhiều về đêm á, nói nhiều ban ngày mình nghe cũng dễ, nhưng mà nói chuyện về đêm không, mà lúc đi ngủ là bắt đầu. Anh ơi, em nói cái này, nói xong rồi mình đi ngủ, bắt đầu đi ngủ rồi thì cổ tiếp tục. Hiệp hai. Anh ơi còn cái này nữa, rồi còn cái chó. Giờ chị chỉ em nè, trước khi em đi ngủ phải không? Anh nói, Cưng ơi, bây giờ á anh chuẩn bị đi ngủ rồi, Cưng có điều gì muốn nói với anh á, Cưng nói cho anh nghe đi. Ha, rồi á coi nếu mà để vợ em muốn nói vậy thôi ha, giờ anh đi ngủ nha, đừng kêu anh dậy nữa nha. Mấy lần cũng từng lễ vậy đó, đó là em luyện cái tâm lý với vợ đó. Yeah. Còn em á, ví dụ nửa đêm á, mà em nhớ trực ra gì em ghi vô giấy đi, sáng mai nói. Thôi em sợ ma lắm, em không có lỡ đi ra rồi. Nhưng mà tại vì em đi coi bói hoài đó, em bị tâm lý đó. Thì đó thì hai cái đó thì tụi em tự san sẻ cho nhau được rồi. Chứ bây giờ nè, biết nhau từ hồi 5 tuổi nè, tới lớn luôn, quen nhau mấy chục năm như vậy. Thì coi như mình rành nhau quá rồi, mình đã đến được với nhau rồi á, mình phải giữ nhau cho tới cuối đời luôn. Chứ đừng có để những cái chuyện gì khắc khẩu, những cái mà thói quen mà nó bị chinh nhau đó. Đúng không? Mà mình gây lộn rồi đâm ra nó uổng phí đi. Đây là một cái tình cảm rất là đẹp. Nói thiệt luôn á. Thanh Mai Trúc Mã hả chị? Thanh Mai Trúc Mã đó. Xin chúc cho cặp Thanh Mai Trúc Mã này sẽ hạnh phúc cho đến ngày rắn lóc đầu chọc lóc. Bác sĩ chuyên khoa nhi. Con bà. Em tên là Bích Ngọc, em 30 tuổi rưỡi, hơi quá hơn chút. Em đang làm công việc sáng tác. Và Ngọc gặp nhau khi nào? Em gặp ông xã em là ở trong bệnh viện. Rồi em ẵm bé đi khám bệnh. Ẵm bé là? Bé đó là con của em. Tức là em đã có? Dạ, em đã có gia đình rồi. Dạ. Cái lần đó là ẵm vô khám thì em mới hỏi thăm cái cô điều dưỡng, bác nào đông bệnh. Thì cô nói bác tính đông bệnh. Rồi cái em cũng chọc hỏi em ơi vậy ở đây có bác nào mà đẹp trai chưa vợ không? Thì cô nói là đó bác Tuấn đó chị. Nói ồ vậy hả, thì chị có dịp nào cho chị coi mặt. Cái nói bác đang ngồi ở phòng số 4 á, chị lại chị coi. Thì mình hí hửng lắm, mở cửa ló cái đầu vô. Em thấy thì cũng hiền lành,
mặt mày cũng sáng sủa nhưng mà đẹp lộng lẫy như mình tưởng tượng thì không hề. Cũng khá khá. Còn Bác Tuấn lần đầu tiên khi mà gặp vợ thì là lúc đó Bác Tuấn có ấn tượng gì về cô này? Không có ấn tượng gì hết anh. Tại vì bình thường cũng giống như bao nhiêu phụ huynh đi khám bệnh. Nhưng mà đến lúc nào cơ duyên nào, cơ duyên nào để mà hai người quen nhau? Dạ, tại vì vậy có một cái ngày em với anh cảm thấy rất là stress, rất là cô đơn. Cái nhu cầu bà Tám nổi lên. Muốn kiếm ai để nói chuyện, nếu mà kiếm người quen thì nói thấy cũng ngại, mình kiếm người nào lạ lạ. Moi trong danh bạ có mình ông này lạ à. Thế là em nhắn một cái tin làm quen, không hào âm. Tới sáng hôm sau nghĩ lại thấy tức tức, gọi thử coi chảnh tới cỡ nào. Tại vì em thấy số điện thoại lạ cho nên thôi thôi có gì nếu mà cần gì chắc gọi lại cho em. Khoảng 2 tuần sau đó thì tụi em hẹn gặp lần đầu tiên. Khi mà em bắt đầu nói chuyện với lại vợ em á thì lúc em có cái lấn cấn gì không? Tại vì cổ đem em bé đến cho mình khám rồi bây giờ lại nấu cháo điện thoại. Vậy nên em không suy nghĩ gì hết, tại vì cũng mình giống như là nhu cầu bạn bè bình thường vậy, mình nói chuyện, mình tâm sự vậy thôi. Vậy á, rồi đến khi mà gặp rồi á thì em có cảm thấy đây là cái người phụ nữ của mình không? Có nghĩa là cái tình cảm nó có khác một cái người phụ huynh mà đem con đến khám bình thường không? Không có chị, em cứ gặp cũng giống như bạn thôi. Cái lúc đó thì là chuyện gia đình của bạn? Dạ, đã giải quyết trước đó rồi, nghĩa là tụi em tan vỡ rồi. Rồi. Bên nhà em nuôi con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Và Tuấn có biết không? Có nói kể với ảnh nhiều. Lúc mà Tuấn nghe về cái hoàn cảnh như vậy, đứa con thì nhỏ rồi là bệnh rồi thì gặp mình như vậy á, thì có phải vì cái điều đó mà em có cảm tình? Nói chung là em đồng cảm với hoàn cảnh của vợ em. Chứ giống như là một đôi bạn vậy. Sau lâu một thời gian khoảng dài 5-7 tháng sau gì đó thì khi đó mà em mới biết là vợ em có tình cảm, là lúc em mới suy nghĩ tới. Vậy thì Bác Tuấn yêu vợ của bác là vì cái điểm gì? Em thích chỗ là nói chuyện ngọt ngào, biết văn, rồi biết sáng tác nhạc. Trong khi em mấy cái đó em không biết gì. Cái nghề của em là nó khô khan, dạ, nó là một cái phần bổ khuyết cho em. Hai người á yêu nhau là bao lâu thì mới làm đám cưới? Khoảng 2 năm. Hồi nãy em nói em là viết văn. Vậy hồi đó giờ có bao giờ mà viết một bài thơ gì đó tặng ông cho Bác Tuấn không? Em có viết một truyện ngắn tặng cho ảnh và gần đây thì em có viết cho ảnh một bài nhạc. Em có thể giới thiệu về bài hát đó tựa đề như thế nào không? Bài này là có tựa là Nắng Tiếng Dịu Êm. Cái bài này em viết khi mà em hồi tưởng lại cái tình yêu giữa vợ chồng em. Em muốn tặng cho chồng em cũng như là tất cả các đôi lứa đang yêu nhau. Rồi vậy thì xin bộ phận âm thanh có thể phát cái bài này ra coi như là một món quà tặng cho Bác Tuấn và cho chương trình, cho tất cả quý vị khán giả. Lắng tiếng yêu thương về dịu êm, đã qua trên hai đôi cánh mỏi mê, lặng nghe ngày gió về vực sâu, ngủ yên trên môi mềm nhẹ bay theo tiếng kinh đêm. Bác Tuấn sao? Em cho biết cái cảm nhận của em sau khi nghe bài hát. Em có hình dung là giống như là ở ngoài đời này có nhiều nhiều cái tấp nập bên ngoài, nhưng mà hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho tình yêu hai đứa. Thực ra mà nói á, cái giai điệu á, thì là mình không bàn cãi rồi, nó rất là du dương, rất là dễ thương, nó ấm áp lắm. Mà cái thông điệp mà em muốn nhắn nhủ với chồng á, ngoài những cái mà em chia sẻ vừa rồi, em còn muốn nói thêm một cái gì nữa không? Đôi khi trong cuộc sống vợ chồng mình sẽ có những cái mình làm buồn lòng nhau. Em mong là chồng em có thể cho tình yêu á, nó lắng động lại trong tim của mình qua những cái cuộc sống gió đó. Cuộc sống của hai bạn hiện giờ nó còn có một cái chút gì đó gọi là nó chưa được hoàn hảo. Hoàn hảo 100% như ý mình muốn, cho nên rằng là bạn muốn gửi đến ông xã một cái thông điệp đó. Tại vì không có cái cuộc sống gia đình nào mà mình gọi là hoàn hảo hết.
Thế thì hai người sau khi lấy nhau thì có phát hiện ở người bạn đời của mình có một sự thay đổi gì đó mà mình bật ngửa không? Sau khi lấy nhau về tới giờ thì hầu như cuộc sống của em nó cũng bình ổn, trừ một số đối tượng hay tấn công. Vậy bà sẽ nói ghen dữ không? Cái này khó phải bàn luôn anh. Không, cứ nói thẳng đi. Lúc là bạn vậy đó thì em kể chuyện ngày xưa, chuyện người yêu em có người yêu sâu đậm vậy đó, 10 năm vậy đó. Thì tới chừng mà cưới nhau về mình mới biết là ghen. Em nghe một bài nhạc mà có giống vậy, chẳng hạn như 10 năm tình cũ chẳng hạn vậy là không được ạ. À. Anh nhớ rồi. Rồi có nào ghen dị hợm hơn nữa không? Ghen thì cũng ghê lắm. Ban ngày thì đôi khi cũng nói sơ sơ thôi, mà tối về á, nửa đêm mà em đang ngủ cứ dựng em dậy mà nói nghe. Dữ lắm không? Dạ. Nhức đầu luôn. Ung thư mà. Vậy đó giờ có lén đọc tin nhắn không? Chàng ơi, em kể anh nghe có gì nè. Rồi lúc mà chưa cưới luôn á, có một lần đi ăn với nhau, xong cái thấy tiếng tin nhắn tới, thì anh mở máy lên coi, em thấy cái mặt giang hẳn luôn, giật máy, cái báo mà ảnh nhanh tay lắm, một tin nhắn vừa xóa, đó, xong lại hỏi tại sao ai nhắn tin mà xóa, bây giờ mới nói thiệt là cái cô 10 năm đó. Rồi hỏi nhắn cái chuyện gì nữa không, nội dung tin nhắn không có gì hết á, không có gì sao xóa. Tới giờ là em thấy là cũng còn có gì đó. Mà em không biết cái nội dung tin nhắn. Dạ đúng rồi, dạ tức lắm. Không bao giờ biết. Nói cho em nghe. Dạ không, ảnh có nói, ảnh nói là nhờ đi mua sách vở gì đó, rồi ảnh từ chối, rồi cổ xin lỗi đã làm phiền gì đó, vậy thì vậy thôi. Đúng không? Dạ đúng anh, nhưng tại vì tại sao ghen quá nên em sợ thường gì sao xóa? Tức là chỉ cần gặp cái tên đó thôi là ghen rồi, đi ra đường mà đi vô được cái tiệm tên đó là không vô. Ghen văn học đó. Ghen suy diễn. Thế hai chồng là đã có với nhau mấy đứa rồi? Dạ tụi em có thêm hai bé nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ gia đình mình đã là có ba cháu hả? Dạ. Ba ngọn nến lung linh rồi nè. Em thương đứa nào nhất? Em thương cả ba đứa như vậy như nhau. Ồ vậy sướng quá. Coi như ảnh là bác sĩ Nhi á, thì là cái chuyện chăm sóc con cái á, chắc em không phải bận tâm hả? Dạ thì đúng rồi đó chị. Tại vì hồi đó là chăm nhóc đầu là mình thấy cực quá. Nó cứ bệnh hoài, nó cái này nọ. Em thấy là mỗi lần ảnh đi bác sĩ vừa tốn kém, vừa mất thời gian, vừa tốn công, nó quyết định là thôi bê ông bác sĩ về để xài cho tiện. Trời tính ghê không? Tính ghê không? Vậy thì ông bác sĩ của em tới giờ này còn cái điểm nào mà em muốn thay đổi? Thật ra ảnh rất là yêu thương cái đứa con riêng của em. Chắc cái đó là cái điều mà em cảm kích ảnh vô cùng. Và em không thấy cái sự khác biệt nào giữa con em với lại hai đứa sau cả. Như gia đình em là một cái gia đình một khối vững bền đó mà. Dạ. Chia cắt được. Dạ thì cái điều đó là em đã thấy cảm động lắm rồi. Bữa nay em cũng rất là cảm ơn vì đã tạo điều kiện để cho em tặng cái món quà bất ngờ này. Sướng. Sướng đúng không? Rồi. Chúc nữa, chúc thưởng đi là sướng nữa. À, xin cảm ơn. Trần Anh Phong, em 23 tuổi, hiện tại em đang làm quản lý. Em là Lê Thị Ngọc Huyền, em năm nay 23 tuổi, em là nhân viên bán hàng. Thế thì các bạn trẻ như vậy thì cái lúc mà các bạn gặp nhau đầu tiên đó là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Em gặp nhau là 18 tuổi anh. Rồi hai bạn lúc đó gặp nhau là dạ thì anh. Lúc đó thì em ở dưới quê lên bán hàng ở chợ Bình Thạnh đó. Dạ thì hai chồng em bán hàng là đối diện với nhau. Thì mỗi buổi sáng nào em mở cửa tiệm thì cũng thấy là cô vợ em đang ngồi đối diện đó mà ngồi tướng kỳ lắm. Tướng sao? Mà tướng xấu lắm, ngồi tướng chẳng hạn vậy nè. Mà nghe tay phone nhép miệng ca nè. Trời ơi con gái gì mà ngồi tướng xấu mất nết quá trời à. Trời ơi, mặc quần phải không? Thì đó em mặc quần thì tại em ngồi mà đó, em ngồi nghe nhạc thì em ngồi, tại vì ngồi cái thiệm nó xuống thì em ngồi em nghe nhạc thì nè em nhịp vậy đó. Và chắc có lẽ là cái tướng ngồi đó cho nên là đã để lại trong em một ấn tượng gì dạ. Đó rất đặc biệt của thì tôi. Thì cứ đi ra vô lao dày quét dày cứ thấy vợ ngồi bển thì từ từ nó cũng có cái ấn tượng rồi. Trong đầu mình thì cũng hơi mến. Em mới nói cho con bé làm chung á, thì con bé đó mới nói là trời con nhỏ nó chảnh lắm mày cua nó không được đâu. À, em đàn ông em trai mới tức, em nói là nếu bây giờ tao cua được mày tính cái gì. Thì nhỏ nó nói nếu bây giờ mày cua dính nó đi thì tao chung mày chậu đậu. Nhắn tin một thời gian thì em mới biết ra cái câu chuyện đó, thì chị em mới điện nói với em là chị em làm chung với ai chồng em chứ. Ủa mà chị nghe em quen với Phong hả? Cái nó ừ thì em đang quen, nó có gì không chị? Trời ơi, nó có thương con đâu, nó lợi dụng con, nó cá độ quá. Tức chị, tức quá. Cái em mới điện em hỏi ảnh từ chối.
Cái em nói bây giờ có thiệt hay không, em nói đại đi. Có. Sao mới kìm em hỏi bé nào với anh. Thì cái bé đó là chị em ghét nữa. Đâm em ghét cái sau em thích nhà em quen. Em quen để cho thua thôi chứ em không có ý định là em quen luôn. Dạ, cũng... Rồi ăn lẩu ngon không? Dạ. Ăn đúng không? Dạ, ăn lẩu miễn phí mà được có ghệ nữa. Cái buổi hẹn hò đầu tiên là sao? Dạ thì cái lúc hai chồng em quen đó là tới dịp Noel thì em mới ngỏ lời là hai đứa đi chơi. Thì tối hôm đó thì hai chồng mới đi chơi ngang công viên đó. Tại ngay ngày lễ mà. Thì nên mới... là vô công viên đúng không? Công viên ngồi nói chuyện. Rồi sao nói Quyền? Xong vô công viên ngồi nói chuyện thì đâu em với ảnh á bắt đầu nhớ giờ đó là 2 giờ mấy rồi. Đính quýnh chạy về cái chỗ mà em bán đó thì đã đóng cửa. Em mới dụ em mới kêu em vô khách sạn. Cái xong em cũng suy nghĩ mình thử ảnh có làm gì mình không. Lúc đó em cũng mạnh mà, lúc đó em khỏe lắm. Em nói anh này em nói anh khỏe, em nói anh này anh cũng ốm. Có là em chấp nhận em đi vô. Thì vô á thì nằm ngủ á thì em ngủ trong ngủ ngoài, cái ảnh cứ lấy cái giò ảnh cứ gác giò ngoài. Em mới thử nè, cái em cứ xô ra đâu 4-5 lần á. Cái ảnh gác nữa, cái em cho mở mắt, cái em thử coi mắt ảnh có mở hay là nhắm mắt á. Ảnh nhắm mắt, cái em nghĩ là thói quen quá, cái em cũng im. Em để cho ảnh gác luôn tới sáng đó. Là em không ngủ được, em canh mà em không dám nhắm mắt. Thôi có gì là mình đạp, mình thủ chân á, mình đạp ra vậy đó, chạy đó. Bây giờ anh hỏi thiệt em. Cái lúc mà em rủ vợ em vô khách sạn á, dạ. Là lúc đó là do là tình thế hay là em có ý đồ gì? Không, là lúc là lại công viên là em có đã có ý đồ mới rủ. Em mới biết đó. Dạ, mới rủ cô ấy là nói chuyện, mình cho cô ấy nói chuyện say mơ xíu cho hết giờ để cho tiệm đóng cửa khỏi đi về được. Được lòng phải chứ. Ý đồ là đi vô khách sạn. Dạ. Mà vô khách sạn rồi không làm gì chân, gác có cái giò ngủ luôn. Lúc gác chân đó thì mình nghĩ mình sẽ làm thêm cái chuyện gì đó mà không hiểu tại sao mình cứ hứt để chân đi hoài, không dám làm thêm cái gì nữa. Hồi hộp nó sợ sợ làm sao mà không dám làm gì hết. Bây giờ anh hỏi em nè, từ cái lúc mà em gác cái chân lên người của Huyền á, dạ. Anh hỏi thật lòng nha. Dạ. Em có ngủ được không? Dạ. Thứ tới sáng anh đâu ngủ được. Ừ, anh canh ngủ quá. Chị canh anh đó, đứa nào cũng canh nhau ngủ luôn. Chưa hết đâu. Sáng xuống trả phòng đi. Anh quăng cho em một chầu nữa, trả tiền phòng. Hết tiền. Không có tiền trả. Dạ, tại vì hồi tối đó thì cũng đi chơi xong mà quên là hết tiền rồi. Đi xuống tính tiền, móc túi ra đâu có còn tiền nữa. Mới quay qua kêu vợ lại, em ơi giờ em trả tiền phòng nghe. Lúc đó thì ngại không, sợ mà kẹt thế thì phải nói thôi. Dạ. Rồi lúc đó em cảm giác làm sao? Cái mặt giống như không lấy cái gì che lại luôn. Quá dễ sợ, ai cũng nhìn em chân. Nhất là mấy người trong đó đó, nhìn chắc nói mình bao trai đi như vậy. Quá lắm. Cái xong mà đi ra mình nói nha, anh làm gì kỳ quá, em quê quá. Thà nói anh hết tiền lúc đầu đi, em không đi đâu. Vậy đó. Dễ gì khuya đó mà nói. Đó, bởi vậy. Trời ơi, nói em bị dụ đó anh. Vậy, khổ ghê đó. Nó nguyên đêm cái thân của mình bị gác giò lên, nó bị chó rồi bị hốt tiền khách sạn. Ghê dễ sợ. Trả lại không? Dạ. Trả lại không hay thiếu tới giờ luôn? Thiếu tới giờ luôn. Không trả cho em luôn. Rồi vậy là hai bạn lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, lấy hai được năm rưỡi, hai năm rưỡi. Hai năm rưỡi vậy yêu nhau cũng lâu á, đúng không? Dạ, yêu 3 năm. Cái lúc mà chưa cưới nhau á, em có hay thường xuyên qua lại nhà của Quyền không? Dạ không, tại lúc đó mẹ Quyền nói như nhìn tướng em ốm quá, như học chắc không có lo được cho Quyền đâu, nên mẹ không đồng ý cho hai đứa quen. Bắt đầu phải quen lén mấy năm trời luôn. Em làm cái gì để mà thuyết phục mẹ của Quyền để mà chấp nhận cho Quyền quen với em? Dạ thì lúc đó thì ba em mới điện thoại game về quê là không cho em làm ở đây nữa. Bắt thì về ở dưới mấy tháng trời luôn thì cũng buồn, cũng nhớ ghệ nữa. Dạ thì mới điện kêu vợ em xuống thăm. Thì lúc đó em xuống á, tới nhà ảnh á, em rất là ấn tượng mẹ chồng em. Rất là xì tin. Cái em nghĩ trong bụng á là em nói á, chắc mình lấy anh này về chắc mình cũng được xì tin giống như mẹ chồng mình vậy đó. Em rất khoái. Xong thêm ba chồng em nữa, thương em lắm, coi em giống như con gái vậy đó. Xong cái mến gia đình ảnh lắm nha. Cái xong mà em chơi được vài ngày thì em về Sài Gòn. Thì ảnh khóc quá trời luôn, ảnh nói thôi em đừng có đi. Em cũng ngồi, hai đứa em ngồi khóc. Cái xong mấy em mới suy nghĩ, giờ em quyết định mới lại rồi. Xong cái bắt đầu một tuần sau thì cậu em ở trên đây mới đi tìm em. Cái em thú thật, bây giờ em nói em ở dưới nhà chồng em vậy đó. Xong rồi cái cậu em nói thôi giờ về đi.
để cậu phiên mẹ, gì em cũng vậy, nó phiên mẹ cho hai đứa cưới, sợ em bỏ đi theo trai. Chứ mày sợ dữ. Mà có đi rồi, có đi mấy bữa rồi. Lúc đó mẹ điện thoại nói là con về đi cho hai đứa cưới nhau. Thì lúc đó em cũng sợ mất vợ, nhiều khi là vợ đi lên chảnh rồi mẹ bắt ở chảnh luôn, không cho về xuống nữa. Em mới là năn nỉ ba mẹ ở dưới đây là đi lên trên nhà vợ. Thì lên chảnh thì ba mẹ em nói chuyện đàng hoàng, hai bên nói với nhau thì một tháng sau là hai đứa em cưới. Vậy cũng xui xẻo quá ha. Lấy nhau về vui không? Dạ cũng vui. Đứa nào kèo trên, đứa nào kèo dưới? Thấy coi bộ kèo trên lão cam rồi đó nè. Thế sao rồi, nói nhỏ chị nghe coi. Dạ. Mốt bảo kê cho nè. Dạ, lúc mà chưa cưới thấy vợ em nó hiền lắm. Mà bây giờ thì giữ như cọp. Vậy á? Dạ. Ví dụ, phải sao không? Mà giữ như cọp không có tin à? Đấy em luôn cô gì mày. Nhìn tướng vậy chứ đánh anh ra hoài đó. Phải không? Dạ. Đánh mà đánh có nhiều kiểu đánh không? Dạ đánh nhiều. Tôi biết đâu đó là đánh nhiều. Thương chị. Đánh mạnh lắm. Đánh mạnh lắm dạ. À. Lời gói trắng trỏ vậy đó. Quýnh bất sinh thái vậy đó. Ngồi chỗ cứ né vậy không nè. Quýnh tới vậy. Võ Thái là quýnh cái này quýnh xuống nè. Em quýnh, em giọng em đá lên vậy nè. Em đá dữ lắm, em cái giọng thì. Rồi nhưng mà tại sao lại thích đánh chồng vậy? Tại vì thấy chồng không đánh lại phải không? Không phải đâu, tại anh có cái tật liền, anh hay chọc em đó. Chẳng hạn giống như lại cái ôm mình đang nấu nướng mà cái ôm gì nè. Có phải ôm bình thường mà ôm gỉ, cái đó là kêu bằng gỉ kẹp nách đúng không? Em tức quá cái em quất lên vậy nè, em cắn đầu xuống nghe. Quất nghe nè, nó nghe nè. Đâu thử vô. Biết đảo. Có cái nhào vô nữa không? Con có chứ. Mà nhây á, kiểu nhây á. Có, nhây hoài thì nó em quýnh hoài đó, cứ vô vậy, ghè vậy đó. Cái đó là ghiền rồi. Ghiền quýnh rồi. Vậy là em ghiền bị đánh đúng không? Chứ còn ai mà biết nếu mà đánh đâu thực sự thì phải né chứ đúng không? Mà quánh thiệt không hay là? Em quánh thiệt mà, trời em không có quýnh giỡn đâu. Đánh gì nè. Giọng vậy đó. Thôi đó, giọng vậy đó. Đâu. Giọng vô mặt, giọng tướng lên xung quá trơn rồi chị ơi. Vậy đó. Hèn gì tao nói cái mặt nhỏ bây giờ nó thon. Khỏi đi gọt cầm. Đau không cưng? Dạ đau chứ. Không. Lúc em ghen em có đánh không? Ghen á thì có. Ngắt vô lắm. Dạ giống như em đi đang đi xe chạy xe ngoài đường á. Dạ tự như gặp con gái nào. Gặp gái đẹp á chị. Cứ là đi chở em là có gái đẹp là chạy íp lên cái nhìn lại quá. Vậy đó. Chịu nổi không thì nó em phải quýnh liền. Ngắt liền. Mà thường xuyên không? Thường xuyên luôn á. Tại vì em đi chung với thằng em trai em mà vì đàn ông với nhau mà gặp gái đẹp thì xin nhanh chứ. Bị phát hiện. Bị phát hiện rồi nhéo em. Ê, thật sự mà nói á, nhiều khi á bị đánh nhiều quá dạ. Dẫn đến cái chuyện là ghiền bị đánh. Một ngày mà em không bị đánh không nhớ không? Dạ, hơi nhớ. Mà sáng giờ có đánh chưa? Dạ chứ sáng giờ chưa. Tại sáng giờ vô đây đợi chứ chưa dám đánh, chắc về nhà hồi có nữa đó. Nãy giờ vợ em khui tật xấu em. Dạ. Chứ tật xấu vợ em là gì? Tật có sao? Nhiều, rất nhiều. Ngoài cái chuyện đánh em ra. À, tật xấu là lúc mà cưới nhau về, hai vợ chồng em có con đó. Thì tối nào á con nó khát sữa, nó khóc đó. Dỗ không nín. Cái mà la làng lên cho em thức dậy anh dỗ để nằm xuống ngủ đi. Tại em giữ cái ngày mệt rồi thì anh phải giữ phụ em. Mà thêm cái tật ngu mà la lớn. Giận nữa, giận cái tật nữa. Mới gần đây luôn nè. Mới gần đây là hổm là chưa tới khai mạc World Cup á. Em với thằng em bốn đứa với thêm vợ em với hai chồng em là bốn đứa. Thì đang nằm trên trên gác á, đang bàn về vấn đề World Cup đó. Thì con nhỏ vợ của thằng em mới nói là ủa World Cup này có Việt Nam không ta? Thì em với thằng em thì hai thằng đã cười rồi. Thêm chị này chỉ vô gì vậy má. Trời ơi, không có Việt Nam sao có World Cup má. Em không biết thì em tưởng đâu là có Việt Nam liền. Sao phụ. Hôm nay là anh xin thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất cảm ơn em. Quê dễ sợ luôn. Hả? Sao thấy vui quá ha, cặp này vui ghê luôn á. Chồng còn tật xấu nào nữa không? Rồi vợ còn tật xấu nào đáng để lên án nữa không? Anh làm biếng lắm chị ơi. Mình á thì mình ở nhà chồng mà mình đâu dám sai nhiều. Mình sợ mẹ chồng mình nói, kêu ảnh là anh phụ em chút xíu đi anh. Mẹ ra làm nó giùm con.
cứ dậy không đó chị, sao em dám kêu? Thì đó. Đôi lúc cái đâm gan bực bội tối vô cái em sầm em đạp cho mấy cái nữa. Đâu có đánh nha. Em chỉ trợn mắt tối vô em đạp thôi. Đó, em chỉ cười cơn giận lên vô tối. Ráng làm công chuyện đi. Dạ. Tối vô chút giận. Dạ, đúng rồi đó. Tại vì em biết trước sau cũng bị quýnh thôi, chẳng là ho nằm đó mà bị quýnh, bây giờ làm nó cũng bị quýnh nữa rồi. Ờ. Nhiều xíu mà khỏe. Nào hay giúp đó. Rồi bây giờ ví dụ như nhiều tật xấu quá giờ á, ước mong thay đổi là thay đổi một tật của chồng thôi. Nếu ta thay đổi thì em muốn ảnh giống như ảnh đừng có cọc tính, à, với hay về phụ em vậy đó, chứ đừng có nạnh em nữa. Ảnh nói em nạnh chứ rất là ảnh nạnh hơn em nhiều lắm. Tức là bớt nóng tính đi. Dạ. Đó, với ảnh ra đường ảnh cũng cọc lắm á. Thì đó thì kệ, đằng nào cũng bị quýnh mà cứ dập nó đi rồi tối về thì còn em. Nếu như em cho em một cái điều mà em mong muốn giờ em thay đổi thì em mong điều gì? Mong là bớt nóng tính lại, đừng quýnh em nữa. Hai dễ thương. Hai ông bà đều mong nhau đừng có nóng tính nữa. Có nghĩa là cô này nóng bằng đêm còn ông này nóng bằng ngày nè. Đó, ban ngày ông canh cái gì ông cũng nóng lên, bằng đêm là cô này của thiệt. Đúng, có gì cũng đề quê rồi. Bỏ một lượt mà nóng lượt. Dạ. Tùy đó, hai chồng tự tính đi. Rồi, tối nay về tự tính với nhau nghe. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ. Hơi mập chút xíu. Mà là da thì hơi ngâm ngâm đen. Còn em nấu ảnh chê. Toàn là em cày, em bới, là em tới lên. Tại anh làm dễ quá. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Để đoán coi cô dâu năm nay bao nhiêu tuổi hiện? Dạ em năm nay 25 ạ. Trời ơi thì buồn quá thiệt. 25 mà nhìn như 15 vậy đó. Ủa 25 tuổi mà tên gì, nghề nghiệp ở đâu? Em tên là Bùi Thị Kim Thu, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên ạ. Còn em? Em là Đặng Hải Vương, năm nay em cũng 25 tuổi, nghề nghiệp của em là nhân viên quảng cáo. Chà, làm những video quảng cáo chắc chắn là có nhiều cô theo đuổi lắm nè. Mà lại đẹp trai như vậy nữa đúng không? Gặp nhau ở đâu, trong hoàn cảnh nào? Hồi đó là gặp nhau ở trên mạng. Rồi em mới chat với nhau, rồi nói chuyện, rồi hẹn gặp mặt ở trước cổng trường của cô và em. Ủa, vậy là quen lúc mà vợ đang đi học hả? Dạ, dạ đang học cấp 3. Đang học cấp 3, như vậy là cũng lâu rồi ha? Dạ, 7 năm. 7 năm. 7 năm rồi. Chà. Mới lấy nhau? Dạ, mới lấy nhau được 1 năm. Ồ, rồi. Vậy là tình yêu cũng lâu bền ghê. Rồi, bây giờ xin hỏi nghe, ai chủ động tấn công ai chứ? Em chủ động chứ. Chủ động chứ. Vậy thì cái ấn tượng ban đầu của em về vợ em là gì? Thấy vợ em bự lùng, mà người thì hơi mập chút xíu, mà lại da thì hơi ngâm ngâm đen. Đó, thì mắt thì một mí. Hồi đó vợ em thì để tóc kiểu cá la hán, nhìn nó tiếu tiếu làm sao á. Ủa, tóc kiểu cá la hán là sao ta? Tức là ở đáy đằng sau là cao, còn đây chỉ xuống như này nè. Kiểu cá la hán. Còn ấn tượng của vợ về chồng như thế nào? Cao, ảnh trắng. Mà có điều ảnh hơi hô, ốm quá, đâm ra nhìn thấy hô. Nhìn thấy cũng bình thường. Chứ không có thích liền? Không có thích liền. Ồ, còn em có thích vợ em liền không? Dạ, cái đầu tiên thì em cũng thấy cũng dễ thương. Thì suy nghĩ lần đầu chắc cũng làm quen thử coi sao. Làm quen thử sao ai về yêu thiệt. Dạ. Tình yêu của các bạn chắc là suôn sẻ lắm hả? Dạ không, tụi em cũng chia tay được 3 lần. Ồ. Chia tay được 3 lần hả? Dạ, 3 lần. Tức là chia tay mừng lắm hay sao mà đã chia được chị cả. Cái lần cuối cùng mới mừng, còn là mới lần kia là anh mừng chứ em không có mừng. Ủa sao vậy? Sao không? Lúc mà mới quen thì anh cứ lâu lâu anh ấy em gì đâu mà sao mà đen quá à, mắt còn mấy lùng nữa, không giống như bạn gái cũ của anh. Trời ơi tức ơi là tức luôn. Cái xong đấy anh thích vậy đó mà, vậy thôi đi quen lại đi, chia tay không quen nữa. Bao lâu? Được tháng thì cũng quay lại. Quay lại xong rồi cũng được 2-3 năm sau á, cái anh lại chia đen nữa. Không. Lần này á là không liên lạc nhau một tháng trời luôn chị. Lý do? Là lúc đó thì em mới quen được cô bé kia cũng rất xinh xinh. Trời ơi, bắt cá hai tay gì đó hả? Trời ơi trời. Thì em say nắng một chút rồi. Vợ em điện thoại tới sau, bắt đầu điện thoại tới. Hỏi, alo, anh hả? Sau một viên một tháng trời nói anh qua nhà em hoặc là nói chuyện với em. Lúc đó em thấy kỳ kỳ đó, em cũng qua rồi em cũng nói chuyện. Không dám đâu, em nói á, quen người ta thì ngỏ lời đàng hoàng, không quen nữa thì nói ta một tiếng đi. Tự nhiên quăng ta xó xong đi quen người khác. Em biết là quen người khác luôn.
Thì chị cứ nghĩ đi, bọn mình một tháng lẽ đi đâu. Đó đi quen người khác thôi. Mà có bắt gặp không? Không. Không suy diễn thôi gì. Anh là từ giấu ghê lắm. Nhưng mà sau này mới kể cho em biết là lúc đó mới quen con. Dạ đúng rồi đó. Rồi, rồi hàng gắn sao? Thì em cũng nói với người kia, nếu như mình là con người như vậy, mình có chấp nhận mình hay không? Thì người đó mới không chấp nhận em. Xong rồi em thấy thôi, chắc quay lại với lại người cũ đi. Chắc ăn. Chắc ăn. Đó là lần thứ nhì. Dạ. Còn lần thứ ba. Bữa đó thì ảnh đi công tác ở trên Lâm Đồng á, ảnh đi tới tuần. Cái em thì cũng gẹm là ham chơi á, cũng đi chơi bời, xong rồi vô tình gặp lại bạn trai cũ. À, nên say nắng chút xíu. Sau lúc này ảnh mới ghen, anh kêu chia tay, không có quen nữa. Anh á dành tất cả tình cảm dành cho em mà bây giờ em lại người là người phản bội anh. Nên xong rồi nói đâu có đâu anh, tại người ta tới người ta nói chuyện là em động lòng xíu thôi chứ đâu có gì đâu. Xong rồi quay hả? Quay liền cũng năm nay cũng cả tuần á chị mới chịu nguội lòng. 7 năm trời lúc đó mới là ghen đó chị. Không bao giờ ghen. Đấy là đậm quá rồi, yêu đậm quá rồi mới ghen đúng không? Lúc đó mới nhận ra được rằng một mí là tuyệt vời. Trong một năm về ở chung mái nhà rồi thì có phát hiện ra ở ông này có tật xấu gì không? Dạ, anh thì cũng mới có tật xấu đây à. Có tính là rất là kỹ tính. Đồ ăn đủ trong nhà cũng vậy, phải là mẹ anh nấu, anh mới ăn. Còn em nấu, anh chê. Ô vậy hả? Dạ. Phải có nguyên nhân đúng không? Dạ tại vì vợ em nấu ăn quá xá là dở. Quá xá là dở. Ăn đồ ăn mẹ nấu quen rồi. Thực ra bà mẹ nào nấu ăn cũng ngon á, ngộ ghê. Chị cũng vậy đó. Trời ơi, đồ ăn mà mẹ chị nấu á, chị ăn ngon thì là ngon mà sao đồ mình nấu mình ăn có được luôn á. Kỳ cục lắm. Rồi hả, anh có tịch mua đồ á chị. Không bao giờ nói thẳng cái giá tiền đúng của nó giờ á chị. Tại giấu sao? Giếm, em không biết. À, có lần á ảnh đi mua cái máy lạnh, ảnh về anh em có 500 ngàn thôi. Thực ra là bao nhiêu mà chị nghĩ coi, máy lạnh là sao có 500 ngàn, 2,5 triệu. Sao vậy cưng, sao em lại phải giấu? Bây giờ em á tính á thì hay key bo lắm, ở xíu mà em mua cái gì á đều hỏi tiền hết, chứ không có còn hỏi là xài được hay không là xài được. Hay là đồ đó là sao, hay là mua ở đâu, chị hỏi là về bao nhiêu tiền. Xong rồi thì em nói nếu mà nhiều tiền quá thì em lại không cho mua. Nhiều khi thì lẫy lên cứ là giận đó. Còn lúc thì em nói rẻ quá thì cơ lại không tin. Đó nên em cũng không biết phải nói làm sao nữa. Rồi tật xấu của vợ em là gì? Nhất là học đậu đoạn, như rửa chén chục thì đập hình cái. Nhưng mà em ngồi ngoài là cuối lần mà mẹ và em mà vô mà rửa chén cái là ngồi ngoài tứ thóc tim. Trời ơi, hôm nay đập tới gì đây? Ủa bây giờ chứ mặt nhiều lắm em. Hả? Đồ nhà chồng em được thay mới toàn bộ. Chị phải cảm ơn vợ em. Dạ. Thường á, là có vợ trẻ như vậy, chắc chắn là em rất là chiều chuộng vợ em. Thì vợ em thì em cũng chiều chuộng lắm. Nhưng mà vợ em thì lúc nào cũng lười biếng. Trong cái chuyện như là, tới vậy như là chuyện vợ chồng á, thì vợ em lúc nào cũng không bao giờ chiều chồng hết á, mà toàn là em cày, em bới, em thới lên. Còn vợ em á thì cũng có làm, mà dặn làm xong. Rồi nhiều khi á, đang người ta lên định điểm rồi đó, rồi bắt đầu chuẩn bị vô cuộc, rồi bắt đầu vợ em nói: anh, hôm nay làm có lương chưa? Trời ơi. Còn có lúc nữa thì là đang trong giữa cuộc rồi, thì giờ em mới thôi, giờ em buồn ngủ quá, thôi mình đi ngủ đi, hôm nay mình làm tiếp. Rồi bó tay lên à. Rồi sao mình rất đang là buồn những cái chuyện khi mà thấy vợ mình cứ không gọi là theo chồng, mà cứ nào cũng thấy cứ lìm là em cũng buồn sao. Còn buồn sao đúng không? Dạ. Mà tới giờ luôn hả? Dạ tới giờ luôn mới dám nói lên chương trình. Nhưng mà chắc phải có một cái lý do gì đó đúng không? Chắc tại bữa đó em quên hỏi anh á, đang lúc lâm trận em mới nhớ tới em mới hỏi thôi. Nhưng mà đó là cái vấn đề tiền lương, nhưng mà có tới đang đó là mới, còn đang giữa lại biểu buồn ngủ là sao? Tại anh làm trễ quá. Vậy chưa? Đổi giờ được không? Qua chương trình rồi này rồi thì em mới hiểu được rằng chúng ta hay nên sớm hơn chút xíu. Ông tức là bị chín giờ em hả? Sai đúng giờ. Giờ em được cái mơ ngủ lắm. Em làm 1-2 giờ sáng về là nhiều khi xuống mở cửa cho em cái xong rồi đi ngát ngủ. Chị hỏi em nè,
có bộ cái vụ mà giờ giấc thì em nói em đi làm gì tới 1-2 giờ khuya mới về hả? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy thì tội nghiệp cho nó quá, cái giờ đó giờ ngủ ngon quá. Hèn gì bà không làm mất hứng cũng ổn. Bây giờ thì hiểu chưa? Không có được buồn, vợ thôi. Mình nó thương mình, nó yêu mình, vấn đề cái giờ của mình kỳ quá. Có muốn gì muốn qua đêm đi em. Rồi bây giờ nếu như cho em muốn vợ em thay đổi thì em muốn điều gì? Giờ là em muốn vợ em thì bớt hầu đầu đi, bớt đoạn đi. Phải biết rồi là chiều chồng, biết lăn xả theo chồng trong những cái tình huống vợ chồng riêng tư. Khi mà lâm trận là phải lăn xả. Dạ. Đừng có nói chuyện, đừng có hỏi chuyện thường nhật và tiền bạc hay là gì đó. Vui. Còn em mong muốn chồng thay đổi sao? Có cả... cần đổi giờ không? Chắc cũng có. Đó, cần mấy giờ nói luôn đi. Sẵn chương trình đó, anh ơi mấy giờ? Nghĩa là em hợp với cái phong thủy là cái giờ nào? Đổi thử một lần đi coi nó có lăn xả không? Dạ. Đúng không? Dạ. Okay. Đó, vậy thì những điều mà chồng em mong muốn em sửa được không? Dạ được. Còn cái điều mà chồng muốn á thì có thực hiện theo chồng được không? Dạ, nên nếu mà chồng về đừng có hành vợ lúc nửa đêm là được. Là đổi giờ đó. Còn nghe. Chúc hai bạn tự điều tiết nha. Tự rồi. Điều tiết chứ cái này là chương trình hát phim được đó. Rồi. Chúc trời. Bây giờ nói chuyện với ba mẹ mà không chịu chắc anh dắt em hai mẹ con đi trốn. Lúc mà mới sanh em bé thì tháng đầu tiên là hai vợ chồng của em thật sự bị stress. Chúng ta cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Em là nhân viên thiết kế, có kinh doanh nhỏ thêm quán nước. Thế còn em? Dạ, em tên là Đỗ Gia Linh, năm nay 24 tuổi, hiện đang ở nhà chăm em bé. Tuấn với Linh đó là hai em là quen nhau chắc là từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Đầu đại học thì em bị thất tình. Bạn của em có rủ là đi chơi với bạn cấp 3 của tao không? Thì em mới nói là kệ, giờ mình cũng đang buồn mà đang thất tình mà đi chơi cho vui. Thì cái đó là lần đầu tiên em được gặp vợ của em. Ấn tượng của em về cô gái? Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh mà giọng thì chát lắm, mà được cái da trắng với lại dễ thương nên em cũng thích. Rồi em làm như thế nào để mà tiếp cận được với bạn này? Em cũng thích rồi thì nên qua hôm sau em có nhắn tin qua Facebook cho vợ của em, cho Tuấn làm quen với Linh được không? Thì vợ em cũng đồng ý. Mà lúc đó thì Linh đã có bạn trai chưa? Có hai bạn. Lớp 12 mà hai bạn luôn hả? Mình đang được nguyên team hiểu ai hợp tính với mình thì mình mới đi tiếp được chứ. Trời ơi, mình là con gái mà tao có quyền tìm hiểu. Trời ơi, chuyện mình ưng hay không mới là chuyện khác nữa. Phải không? Mãi lúc sau này em mới biết quen hai ba người một lúc em tổn thương quá. Rồi bây giờ kể cho anh nghe đi cái chuyện tình của các bạn như thế nào. Tụi em lúc mà quen nhau thì đi chơi nhau nhiều. Thì quen nhau được cỡ 4 năm mấy thì bác sĩ bỏ cưới. Sợ lúc em sợ em vui hay là? Dạ sợ, hoang mang. Vậy hả? Còn bạn Tuấn thì sao? Em đứng không nổi. Đứng không nổi gì vui hay gì sợ? Đúng rồi. Dạ. Đó. Kiểu như là lúc đó hoảng quá, mình chưa có chuẩn bị tinh thần á chị. Dạ, lúc đó là chỉ có buổi sáng chuẩn bị đi làm thôi. Cái giờ em nhắn tin qua là coi như là em đứng không nổi. Lúc đó là tuần hơn nữa ba mẹ em đi Mỹ. Mà ba mẹ mà biết cái này là chắc chết. Chắc với ba mẹ thôi. Cũng không biết là em bé được bao nhiêu tháng. Cái hồi cứ đi khám ở bác sĩ gần nhà trước. Lúc em khám vừa ra hỏi sao. Cái em ra 4 vậy nè. Cái kêu 4 tuần hả? Dạ không, 4 tháng. Tới lúc đó thì bạn này mới kêu là thôi để tối ra nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ mà không chịu chắc anh dắt em hai mẹ con đi trốn luôn á. Chứ không có để hai mẹ con trong tình trạng này được. Nhỏ nhưng mà xử sự rất là đàn ông. Rồi sau đó thì sao? Ba mẹ của em cũng trách rồi nhưng mà cũng mừng, tại vì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi, cũng mong có cháu. Nên ba mẹ của em nói là bây giờ con phải qua bển nói chuyện với gia đình bên kia trước rồi ba mẹ mới qua thưa chuyện được. Đó. Có qua không? Em qua bên kia thì hẹn ba mẹ của em ra ngoài quán cà phê ở gần nhà thì nói là ba mẹ ơi tụi con lỡ có thai với nhau rồi. Có thai với nhau rồi. Dạ thì lúc đó ba mẹ vợ của em mới nói là thôi bây giờ điện thoại cho ba mẹ của con qua nói chuyện liền đi chứ cái việc này gấp lắm, tại vì đúng một tuần lễ nữa là ba mẹ vợ đi định cư sang Mỹ. Đó thì ba mẹ của em qua để bàn chuyện là coi như là đám cưới làm rớp rẽn trong vòng đúng một tuần lễ. Bây giờ chị hỏi tỷ dụ ba mẹ không chấp nhận thì lúc đó tụi em sẽ tính cái đường nào?
Dạ thì chắc tụi em tính là cứ nuôi cho em bé lớn ra đã rồi tính tiếp. Lúc đó thu nhập nhiều, dạ. Có đi làm chưa? Dạ lúc đó là em đã đi làm rồi. Thực ra biết sao mà hỏi kỹ như vậy á, để mà có một cái sự chia sẻ với những khán giả xem đài, dạ. Nhất là những cái cặp vợ chồng mà rơi vào trường hợp như các bạn. Tôi đặt giả thuyết ngược lại là cha mẹ không đồng ý thì chắc chắn là sẽ đi đến những bi kịch. Ví dụ không đủ sức nuôi em bé, rồi con đẻ ra ốm đau bệnh tật rồi. Ví dụ quẩn lên đi phá thì khủng khiếp hơn nữa. Đúng vậy. Bởi vì qua cái câu chuyện này thì muốn chia sẻ với các bạn đang yêu nhau, các bạn phải có kiến thức về tình dục để các bạn có thể tránh được những cái trường hợp rủi ro, đúng không? Dạ. Để khi nào mình đủ sức mà mình có thể nuôi bản thân mình và nuôi gia đình nhỏ thì lúc đó mình hãy nghĩ đến chuyện có con. Đủ sức và cái nguồn kinh tế ổn định. Dạ. Đó. Tuy nhiên thì với gia đình các bạn bên đây thì lại rất là vui là vì bố mẹ cả hai bên đều đồng ý, đều chấp nhận và bản thân các bạn kinh tế cũng vững vàng. Bây giờ các bạn đã ở chung nhà với nhau là năm mấy đúng không? Dạ đúng rồi, một năm mấy. Vậy thì một bà mẹ trẻ như thế này, một ông bố cũng trẻ như vậy. Anh đang muốn hỏi là cái cách mà các em chăm sóc em bé như nào? Lúc mà mới sanh em bé thì tháng đầu tiên là hai vợ chồng của em thật sự bị stress. Tại vì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi nên cũng không có chăm phụ gì được nhiều. Thì tụi em là tự thân vận động hết. Ví dụ stress là stress như thế nào? Dạ em bị stress là không biết chăm em bé như thế nào. Mình chăm mình chưa xong nữa mà chăm em bé mà nó nhỏ xíu vậy nè. Rồi phải cho một ngày nó bú bao nhiêu cữ, rồi bú làm sao, rồi hút sữa như thế nào, rồi mỗi lần mà bị tắc sữa là như sao. Rồi tới khi nó lớn, tới khi nó ăn dặm mà phải cho một ngày nó ăn cữ đầu tiên rồi ăn như thế nào. Thầy tả cũng phải học, coi như là phải học mỗi ngày luôn á. Tháng đầu tiên là nó cứ khóc, em căng thẳng mà ngủ không có đủ, mà mới sinh xong mà em sinh mổ nữa, cái bị mệt, cái anh này về mặt ảnh hay làm lì lì nữa, cái cình nhau chủ yếu là vụ chăm con với là dọn phòng. Đúng vậy hả? Dạ. Rồi có lên giọng nhiều không? Dạ. Lên giọng mỗi ngày luôn. Lên giọng cho nên là bên đây cũng bị trầm cảm vì cái giọng đó, đúng không? Ủa stress luôn đúng không? Dạ. Nói chung là em đi làm về cái em cũng phải chạy tàn tàn ở ngoài đường mấy vòng á rồi em mới về nhà. Rồi để đất bất sợ đúng không? Mỗi lần mà thấy chăm con cực vậy chỉ ước có bà ngoại kế bên thôi. Ai cũng vậy. Nhưng bà nội thì lớn rồi, bà nội không có phụ được nhiều, dạ, đúng không? Dạ, với lại do em mới về cái bị lên lần hai chức cái em bị hơi mang. Lần hai chức. Phải khen hai bạn này, cái gì tụi em vừa qua cũng rất là nhanh, thích nghi quá tốt. Cho nên chắc là hai vợ chồng không có tật xấu đâu, ai cũng có điểm mà. Chắc không có tật xấu đúng không? Tại vì tụi nó quá hoàn hảo rồi, đúng không hai đứa? Mình ưu tiên cho Tuấn trước đi. Chắc bé Linh là không có tật xấu đúng không? Dạ thì về cái khoản mà chăm con á là vợ của em giỏi thật, vợ của em biết tìm hiểu rồi này nọ, nhưng mà những cái khoản khác thì cũng có tật xấu nhiều lắm anh. Đó. Giống như là nhõng nhẽo nè, giống như là em đi làm về lâu lâu á thì em thấy bữa nay thôi mua gì về cho vợ ăn. Thì mua về vậy là quá tuyệt vời còn gì nữa. Thì mua về xong cái mình lên trên phòng mình thay đồ, mình đưa rồi ăn xong cái thay đồ ra hết luôn rồi. Cái mới nói ước gì giờ có thêm ly trà sữa nữa thì sướng hơn. Vậy là phải mặc đồ vô lại đi mua tiếp. Dạ. Không, nói rồi. Cho rồi đi ông. Dạ. Có nghĩa là thay vì anh ơi anh đi mua mà em đi trà sữa thì nó không không có nói kiểu đó mà ước gì đúng ước gì không ạ. Rồi còn cái nhõng nhẽo gì mà nó đáng yêu như vậy nữa không? Cái này là không phải là nhõng nhẽo mà là ghen với con. Dạ. Tại giờ em có con gái về thì cứ bay vô là rửa mặt xong cái là nựng nó, hung nó đồ này nọ, thế là có người cứ nói chỏng chỏng. Đã sinh ra, đã chăm cực khổ rồi mà không ai quan tâm ngó ngàng gì tới. Trời em trời gì, em phải coi lại em. Hê luôn. Em cũng rơi vào cái trường hợp như vậy đó. Nhiều khi vợ em nó tế nhị nó không nói thôi. Thôi không có đâu. Nó khóc với chị hoài. Dạ, hoài. Em ấy chọc đó là con gái là người tình kiếp trước của ba. Cái cơ đã mang thai rồi sinh ra cho người tình kiếp trước rồi cái phải chăm nó, rồi thay tả nó, đủ trò tắm rửa rồi. Về cái cũng kính nựng nó không mà còn vợ quăng nằm chiều queo một đống. Chưa đâu. Cái này là nhõng nhẽo dễ thương mà có cái nào mà nhõng nhẽo làm cho em bực bội á. Rồi em có một cái quy định ngầm á là lúc quen á phải suy nghĩ kỹ trước rồi mới nói lời chia tay. Còn lúc mà cưới nhau về là cái gì cũng phải nghĩ chuyện kỹ rồi hãy tính tới đường xa. Cái gì giận quá thì im lặng qua hôm sau mình nói chuyện. Hay, rồi. Nó hay á. Bây giờ tới cái thật xấu của Tuấn, có không Linh? Dạ, nhiều mê gái thì nãy nói rồi. Mê gái? Mê nhỏ, gái, gái nhỏ. À, mê gái nhỏ. Hết rồi, tưởng gái ngoài đường. Rồi mê phim, mê game, rồi lì với nhây nữa. Mê game, có nghĩa là ở nhà
là bỏ cho em chăm con rồi ngồi. Dạ về cái là hay lấy lý do là anh đi làm cả ngày mệt, về cho anh chơi game thoải mái giải trí một tí. Mà cầm chơi rồi cái tối ngủ luôn, tới lúc mà chăm nó ca khuya để em nghỉ xíu rồi cũng chơi. Còn mê phim thì thôi, trời ơi, một phim chắc coi cả ngàn lần cũng phim gì như lần đầu. Dạ phim hoạt hình với phim Mỹ. Cứ bật tivi lên đi ngang qua tivi cái là đơ. Mà vợ kêu cái gì cũng không nghe. Tội nghiệp bé còn con nít. Bé mê hoạt hình á. Lúc quen á, dắt em đi coi một phim hoạt hình của công chúa tóc dài chắc cũng 5 lần, 4, 5 lần. Công chúa tóc dài. Rồi khi mà đi vô rạp có hay bị người ta kiểm tra này nọ không? Dạ bị quá mỗi lần đi coi phim Mỹ này nọ là bị hỏi chứng minh nhân dân. Vậy hả? Không có tin là đủ tuổi phải dạ, không? Dạ. Tại những phim nào mà giống như là 16 cộng 16 cộng 18 cộng rồi này nọ là cứ tụi em cứ phải bị hỏi giấy chứng minh nhân dân. Rồi bây giờ Tuấn muốn Linh thay đổi điều gì? Thì em chỉ muốn là vợ của em có nhiều sức khỏe để chăm con tốt hơn thôi. Bờ vai vững chắc để mà chơi gia đình vững chắc thôi là được rồi. Em... hậu phương. Dạ, làm hậu phương. Dạ đúng rồi. Chắc. Kỳ vậy mà chứ thay đổi là thay đổi cái bản tính. Còn cái này đó là cái điều mà tình cảm sẻ chia với nhau thôi. Dạ. Mong muốn thay đổi bây giờ. Em nói là cô này cũng có tính xấu gì đó, là mong muốn thay đổi nè. Dạ. Bớt nhõng nhẽo lại xíu là được rồi. Rồi, Linh. Dạ. Bớt là mà lại xíu. Với lại bớt mê phim lại tí. Ít nhất là lúc mà coi phim mà vợ kêu cũng phải nghe chứ không phải là cứ dán con mắt vô tivi. Ồ, vậy đó. Trời ơi, em có thấy không? Tức là hai bạn này á, mặc dù còn nhỏ, đã có con, đã có gia đình rồi, nhưng mà cái cảm nhận của chị đây là một cái cặp vợ chồng mà điển hình của cái sự hiện đại á. Tại vì các bạn tiếp cận rất là nhanh, các bạn cũng có cái đầu óc về kinh doanh, về làm việc mình. Nói chung đây là một cái cặp gia đình mà điển hình của những bạn đó. Những bạn trẻ lập gia đình sớm á. Thì rất là mừng và rất là mong muốn là các bạn sẽ hạnh phúc như thế này mãi. Và con của các bạn sẽ được hưởng những cái gì mà tốt đẹp nhất các bạn đem đến cho con. Hôm nay có mang con đi không? Dạ, có hả? Khi chương trình phát ra đây đây cho bé lên đi. Mời để cho ông bà ngoại thấy chứ. Đưa đây để tôi bồng cho. Ôi dễ thương quá. Nào em bé đang giấu mặt và bây giờ em bé sẽ xuất hiện. Rồi em có muốn nói điều gì với đúng rồi ông bà ngoại không? Hai vợ chồng á, nhắn nhủ gì với ông bà ngoại đi. Đây thương em nhìn qua. Dạ mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã bao dung bỏ qua cho con việc con làm nên lỗi lầm to lớn như vậy. Cảm ơn mẹ rất nhiều, con thương mẹ. Tuấn. Dạ con cũng mong là ba mẹ tranh thủ Tết này về chơi Tết với gia đình tụi con. Dạ. Cảm ơn tụi em nha. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Cường. Năm nay em 33 tuổi. Em nghiệp vụ em tài xế, lái xe. Vợ Cường, giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chào anh Quốc Hận. Trời ơi, chứ cô mà chào anh là sao? Bây giờ mình giả bộ đi, mình giả bộ cái chị đi. Anh chị, dạ. Anh đi. Anh chị dạ. Đi. Em là tên là Trần Phương Thúy. Năm nay em 21 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh. 21 tuổi, này 33 tuổi. Lớn nhỏ nhau là? 12 tuổi. Hai vợ chồng quen nhau lâu chưa? Dạ, quen được 2 năm mấy. Rồi cưới nhau lâu chưa? Cưới nhau được khoảng 7 tháng. Bảy tháng. Quá son rồi. Trời ơi, như vậy là lúc mà Cường gặp Thúy, Cường có cảm giác giống như là đi cua một đứa nít không? Lúc mà quen thì không có nghĩ gì nhưng mà cũng bị mấy ông bạn chọc hoài. Bạn chọc gì? Thì bạn bè cũng chọc trâu dài cộng quả non. Đó. 33 tuổi là trâu già. Vậy là đố kỵ ganh ghét rồi chứ ở đâu? Nhìn hai đứa cũng đâu có chênh nhau nhiều đâu, chỉ có tuổi thôi. Ủa Thúy mà lần đầu tiên Thúy gặp cái ông Cường này, Thúy thấy ông sao Thúy? Người ta ai cũng phụ em á, giao hàng qua là người ta phải phụ. Mà anh không phụ, anh ngồi anh bấm điện thoại hoài à. Bấm điện thoại mà không ngó ngàng tới mình ghét quá mình chọc ổng luôn. Chọc sao? Dạ. Chọc sao đâu? Mới đầu thì ổng không thèm xin điện thoại luôn. Cái người xin là cái anh đi chung với ảnh xin. Cái anh kia chọc em trước. Cái bữa sau biết sao hàng có vấn đề gì. Anh điện em. Em tưởng ông chọc em. Em nói ông này vậy là ông có đí mình rồi. Cái xong rồi em tiến hành em cua luôn. Tự suy nghĩ xong tự quyết định cua luôn.
Lúc đó em biết tuổi anh chưa? Dạ chưa. Lần đầu á là ảnh hẹn đi chơi, cái em nói là em không đi, cái ảnh nói là em không đi anh cũng qua nữa, cái mình nghe mình thấy mình cũng tò mò quá, tại mới vừa đi làm không biết ai á, rồi cái tự nhiên thấy hẹn hò cái ham hố cái hồi cái ảnh nói anh tới rồi cái vòng vòng cái ảnh thuyết phục sao cái đi Đài Nam chơi với ảnh luôn. Đi Đài Nam luôn á hả? Dạ luôn. Dạ mà lúc đi thì mắc cười lắm, ảnh mặc đồ quê ở là quê luôn, như là ông già vậy á. Ở trên đó có ham hố nữa không? Dạ thấy ngại quá rồi mình cái gán đi, lúc mà đi cái ảnh không có nói gì á, ảnh hiền khô, ảnh ngồi ảnh im lì mà toàn là mình hỏi không à, mình chủ động hết. Vô Đài Nam xong cái em thấy mấy cái quà lưu niệm á, cái em hỏi anh tuổi con gì vậy để em mua quà lưu niệm cho, cái anh nói anh tuổi con heo, cái em nói là ủa gì không lẽ anh bằng tuổi em. Cái anh mới nói không anh 30 rồi, cái em mới giật mình, nó nói hả một con giáp, cũng thấy sợ nhưng mà thấy người hiền hiền cái muốn quen hiền hiền nên ham hố. Dạ, luôn dạ. Cái em nghĩ bộ dạng hỏi nữa anh có uống thuốc không vậy, anh có uống rượu không đó, cái anh nói là anh không uống thuốc, cái là thấy vui hết rồi. Cái anh nói anh uống rượu nhưng mà uống ít lắm, là mình thấy mình cũng ham luôn, tại vì ham luôn. Tại vì mỗi lần uống rượu về vợ phái hơn. À, phái gì? Chiều vợ nhiều hơn. Việc gì cũng làm hết. Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi, vợ thì muốn cái gì là làm hết đúng không? Rồi kể từ đó là mình tất cả cái gì cũng chủ động hết. Dạ, anh có chủ động nắm tay không? Dạ có luôn. Rồi có luôn. Có chủ động hôn không? Dạ có luôn. Có vậy. Đêm tân hôn có chủ động cái đêm không? Tân hôn có chủ động không? Dạ không, không biết gì hết. Ảnh tự chủ động. Ảnh tự chủ động. Cái gì cũng chủ động nhưng mà đêm tân hôn là thụ động. Dạ. Thôi gì cũng được. Ủa rồi bây giờ ai là người nói tiếng yêu đầu tiên? Dạ là em luôn. Em luôn. Tại ổng không biết nói gì hết á, ổng cứ im cái gì em cũng im hết á. Ổng đi với mình mà giống như là hai người xa lạ vậy, cái gì mà chủ động. Thì vợ có hỏi là tại sao từ lúc quen giờ anh không nói gì hết, nói gì chính vậy anh không nói giờ anh mới quen được em đó. Chính là nói nhiều là mình quen trước những cô khác rồi. Nhưng mà em thì sao, em có cảm thấy là hạnh phúc bởi vì là quen được mỗi thì, sau khi mà quen được vợ thì cảm thấy tự hào lắm, cảm giác như là mình thấy giờ tự nhiên mình có một người bạn gái trẻ tuổi hơn mình rất là nhiều nữa. Tự tin nè, tự hào nè, tự nhiên thấy mình lên giá liền đúng không? Bạn bè cũng hay nói trước là trâu già cầm cỏ non, nhưng mà sau thì nói lại sao mà hay quá. Trâu già sao quá con hay. Trâu này nó hay quá. Nhưng mà nè, vợ em cái tính tình của con nít có ghen tuông rồi có nhõng nhẽo mà theo kiểu con nít không? Cưới về vợ vẫn còn con nít, cũng chỉ vợ nhiều lắm mà, nhưng mà cái tính nó chưa bỏ được hết. Nhưng mà vợ em con nít sao chứ, nãy giờ thấy vợ em thấy cũng điềm đạm quá chứ hả? Cái tính của em á không thích lãng mạn, chắc vợ thích lãng mạn rất là nhiều. Nhưng mà mình không được những cái chuyện đó thì vợ nó hay trách móc rồi giận tới giận lui rồi, cũng nhiều lần lắm rồi. Từ trước đến giờ ảnh có tỏ một cái hành động gì đó lãng mạn với em không? Dạ không, anh không biết làm gì hết á, ảnh làm gì mình dù lãng mạn cái nào mà nhìn cũng không lãng mạn được hết á. Nói chung dù lãng mạn cái nào nhìn thấy lãng xẹt. Dạ đúng rồi. Tại vì nhiều khi mình cũng muốn chiều vợ mình lãng mạn chút xíu, mình cũng như người ta chở vợ đi vòng vòng bờ sông hay đi uống cà phê, thì vợ nói nhìn người ta sao lãng mạn quá, còn hai vợ chồng mình không có gì hết. Nó nói thì em nhìn người ta em thấy lãng mạn chứ còn người ta nhìn mình người ta thấy lãng mạn là sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Như này nè, em thích lãng mạn là chắc lẽ là do em coi trên phim ảnh rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy có khi nào mà em coi trên phim ảnh em thấy một hành động lãng mạn và em bắt chồng em làm giống chàng không? Dạ có. Dạ nhầm khi thấy ta đi trên đường cái thấy ta hung cái mình nói chồng ơi sao chồng không có làm giống vậy. Cái chồng nói bất cỡ. Tự nhiên mà ta nắm nhưng mà hung. Ví dụ như giờ em rủ chồng đi coi phim thì chồng có đi không? Chồng lại nói là đi coi phim tốn tiền lắm, lãng phí nữa, ở nhà bắt tivi lên coi là tốt rồi. Có đi cà phê được không? Dạ không luôn. Không luôn. Đi cà phê anh còn nói ngược hơn, anh nói là để anh quậy cà phê cho em uống. Trời ơi. Vợ em ngập nứt đúng không? Vì vợ em ở nhà đôi khi có coi phim về nhà còn bắt trước, ví dụ như là về nhà mặc những cái bộ đồ sexy chút xíu để mà cho chồng mình ngắm, có không? Dạ có. Chồng đã sao? Chồng đã chồng thích không? Dạ. Chồng có lơ, chồng ngồi chơi game bình thường. Thôi trời ơi. Kỳ vậy? Dạ. Anh ơi, anh không thích những người như vậy đâu, anh không thích những người con gái đó đâu, em đừng có lo. Rồi anh, xong bắt người mặc pyjama. Dạ. Ghét em mặc đồ bình thường, em ngủ luôn. Vậy sao vậy? Dạ. Em thích tại vì cái tính của em thì lại không thích như vậy. Thấy vợ như vậy thì càng thấy bực bội thêm thôi. Tại cũng đang trong lúc chơi game nữa. À, ông đang tập trung trong game. Dạ, chồng em nghiện game lắm.
Lúc đó thì nó đang vô cái cơ. Ủa nhưng mà chơi game rồi chuyện kia làm sao? Dạ. Có bỏ game không? Không, dạ, cái chuyện đó đâu có bỏ được đâu. Thì cũng chơi game chúng cũng khoảng 8-9 giờ rồi đi ngủ rồi. Cái gì? Tại em ép không à. Ép là ép làm sao? Dạ, có nghĩa là anh chơi game cái mình gán mình đợi, đợi được cái mình ngủ quên, cái tối giữa đêm mình tự thức, mình khều khều ổng. Ổng không có để ý. Lúc nào ổng có chủ động á, phải không? Nghĩ chưa? Dạ. Nhưng mà mỗi lần như vậy em có bực bội không? Dạ có. Nhầm khi mình về mình làm nguyên một ngày gì mệt, mình muốn chồng mình tâm sự với mình một chút mà không được, lúc nào cũng vậy. Chồng mình về là tắm là 1 tiếng rồi, mà thường là về là 6 giờ rồi. Anh tắm 1 tiếng đó là 7 giờ. 7 giờ lúc đó mình nấu cơm cho anh, dọn ra sẵn, nói chung mình làm hết sẵn cho anh rồi. Anh ra hai chồng ăn xong cái vô anh chơi game là anh ngủ. Vậy là mình thấy mình cũng tuổi, nhầm khi mình cũng buồn, mình muốn người chia sẻ không có. Rồi bây giờ mong muốn xã thay đổi điều gì? Mong thì mong nhất là chồng về là nên chia sẻ những điều mà đi làm hàng ngày với vợ, rồi về đừng có chơi game nhiều quá. Rồi hai người có em bé chưa? Dạ chưa. Chị thấy như vậy nè, cái tuổi tác nó bị chênh lệch nhau nhiều, thành ra là hai cái suy nghĩ á, nó cũng sẽ có những cái mà nó chưa thể đồng nhất với nhau được. Mà Cường biết không, thường là như vậy nè, những ông chồng mà lấy những cô vợ nhỏ tuổi hơn á, thay vì như bình thường em đưa ra 1 phần công lực của em thôi, thì bây giờ em phải đưa ra tới 2-3 phần công lực. Tại vì sao? Vợ em còn nhỏ thì là em phải định hướng, tức là em phải dạy dỗ vợ em luôn đó. Có những ông chồng á là dạy vợ quán xuyến gia đình nè, chi tiêu nè, dọn dẹp nè, nấu nướng rồi đủ thứ hết trơn á, chứ không phải là đơn giản là chỉ về rồi em chơi game là đủ đâu. Không phải đâu đó, cho nên thành ra chị thấy nè, bây giờ mới có 7 tháng thôi đúng không? Dạ. Thì bây giờ em nên dành một cái thời gian sau giờ cơm ha, tắm thì 1 tiếng đồng hồ thôi, bây giờ bớt xuống đi, cỡ chừng 40 phút thôi, thì là để dành lại cái 20 phút đó cho cái bữa cơm. Trong lúc vợ em nấu cơm nấu nước dọn dẹp, em phải để mắt nữa, định lượng coi giờ cơm nước vậy là được chưa, rồi sau đó phụ vợ rửa chén, phụ vợ dọn dẹp đi, trong lúc phụ là chỉ bảo luôn. Dạ. Rồi sau đó bỏ cái vụ game đi, hai vợ chồng bắt đầu có những cái phút mà gọi là lãng mạn, hai người cùng coi chung một bộ phim, rồi sau đó muốn làm gì đó làm đi. Rồi là trong quá trình đó chắc chắn là sẽ phải có em bé thôi đó. Tại vì mặn nồng quá mà, mặn nồng quá, lãng mạn quá mà, thì sẽ luôn có em bé. Thì đây là mình đang một công đôi chuyện, có nghĩa là cho tới lúc vợ em sanh em bé thì vợ em đủ những cái hành trang để có thể là quán xuyến trong cái gia đình nhỏ của mình rồi. Dạ. Ừ. Rồi chúc cho hai em như những gì mà chị Hồng Vân vừa khuyên bảo, bớt cái game đi, tối coi phim và mau chóng có em bé ra đời nha. Dạ. Rồi chúc em cảm ơn chị Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận. Rồi. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên là một bộ chăn ra cao cấp Victorian của thương hiệu Lotus nhập khẩu từ Thái Lan, trị giá 5.798.000. Sản phẩm thứ hai chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Viên Nang Bifex, giúp